Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Divi TV và tôi là Việt Anh, ở bên cạnh tôi lúc này vẫn là Ba Tu như mọi khi mà thôi. Chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay sẽ có cặp bán kết 1 giữa đội tuyển đó là Viking Gaming và Game Home Esports. Vâng. Đây hứa hẹn sẽ là một cái cặp đấu mà chúng ta rất đáng để xem đây. Và Ba Tu, em nghĩ sao về cặp đấu này ngày hôm nay giữa Viking cũng như là Game Home? Vâng, và trước khi chúng tôi quay lại với bạn Carter thì chúng tôi đã thấy có những cái động thái gáy qua gáy lại của cả hai đội tuyển rồi, đặc biệt là Viking. Viking gáy thôi, nhưng mà ngày hôm nay Game Home dường như là hơi im, hơi lặng tiếng, hơi kiệm lời. Gigi Leo dường như là sau những cái pha mà anh ta phải mặc váy và livestream cũng như là chụp ảnh thì sợ rồi. Còn mèo ú với các cái thành viên phía team Viking ngày hôm nay có GK đã gáy rồi là nói chung là Game Home thì không có cửa. Nhưng mà tôi xin mạnh dạn dự đoán đó là cái kết quả 2-1 cũng như là nếu như mà nhanh lắm là 2-0 thì cho Game Home. Chúng ta hãy cùng xem là cái kết quả này là như thế nào. Liệu có đúng với cái anh em hay nhường anh em hay gọi tôi là một cái tên gì đó đúng không? Bet kèo ta bị ngược thôi. Và trong ngày hôm qua thì chia sẻ một cái câu chuyện vui đấy là tôi bet cho Phong Vũ Buffalo bet cho đâu Vega Squadron chứ. Vega Squadron đội tuyển đến từ khu vực CIS hay chúng ta còn gọi là Nga Ngố đấy. Thì thắng 3-2 nhưng mà không ngờ ngược lại Phong Vũ Buffalo. Các bạn mỗi người có một cái cách yêu nước riêng theo cách của mình thì đấy. Thì tôi yêu nước theo cách của tôi, đấy là bet cho đội tuyển của bên địch đấy là thắng đúng không? Ngay lập tức là Phong Vũ lật kèo 3-2 luôn. Bây giờ chúng ta có thể thấy được rằng là cái ngày hôm nay tôi bet Game Home thắng 2-1, không biết là có ngược nữa hay không. Các bạn có biết kết quả rồi đó. Không, tôi nghĩ là không ngược đâu. Lần hôm nay tôi tin là Game Home có vị trí Zigo One và các thành viên phía team Game Home đánh rất là chắc cú xoay quanh khu vực đường dưới. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhanh chóng đến với cái phần man pick của trận đấu này thôi. Và đây là một cái trận đấu mà so với vị trí của Viking Gaming thì đây là một trận đấu dường như là họ muốn trả thù nhiều hơn. Thực sự khi mà cặp đấu trước là vị trí của Game Home với Redmi Fire Stardust thì bên phía team Redmi Fire Stardust có đâu đó là 2-3 cô người yêu của Viking Gaming thì phải, khi mà Châm Châm là người yêu của Boomin, còn Xía Xía thì là người yêu của Mèo Ú. Và ngay lập tức chúng ta đã có những màn cấm chọn rồi và vị trí con Genix này sẽ được cấm đi. Mà thôi, tôi tin chắc ngày hôm nay Viking Gaming họ sẽ cần phải cấm tới 4-5 sự lựa chọn vào cái khu vực của Zigo One. Ở ngày trước Game Home đánh với Redmi Fire Stardust, Game Home cấm hết phải cả 5 sự lựa chọn rừng. Thì ngày hôm nay tôi đang mong chờ là Viking Gaming cấm luôn 5 con AD, cấm luôn 5 con xạ thủ cho chơi. Thật ra thì và ngay lập tức bên Game Home tôi chưa kịp nói nữa thì đã ban ngay vị trí của Lee Sin. Chắc chắn là nhắm vào Mèo Ú rồi. Vâng, mà cái Mèo Ú đã cầm Lee Sin như thế nào thì anh em cũng đã biết quá rõ. Và hành. Nói luôn là hành Divine. Ui, cấm 2 rừng Game Home chơi rất cục luôn. Cấm toàn rừng của bên phía team Viking thôi. Liệu là có một cái bài được mang ra sử dụng nữa không? Là việc cấm đi 5 rừng của bên phía đối phương giống cái cách mà Game Home họ đã làm với Redmi Fire Stardust ở đây. Thì đó là vị trí support Lulu của Nami kết hợp cùng với Genix đã được cấm đi. Họ tập trung xuống khu vực đường dưới khá là nhiều. Bây giờ 3 rừng. Vâng, 3 rừng đã được cấm đi. Nhưng mà tôi vẫn đang còn đó là nhìn thấy vị trí của Ragax, Hecarim. Đây là đều là những con tướng đi rừng tương đối là mạnh trong thời điểm hiện tại. Vâng, và thực sự nếu như cứ nhắm vào vị trí rừng thôi thì sẽ để hở ra rất là nhiều những cái vị trí khác. Giống như là Kai'Sa hiện tại đang được pick bên phía đội hình của Viking Gaming. Vâng, và Kai'Sa cũng là một con tướng trong dạo gần đây nó rất là hot và được rất là nhiều đội tuyển pick. Và như vậy NSN lấy đi cho mình là một vị tướng đi rừng rồi. Rừng hoặc là top con Hecarim này đều đi được. Nhưng đó sẽ là Mèo Ú, anh ta bị hạn chế hơn về cái sự lựa chọn rừng của mình. Bây giờ không còn Hecarim nữa thì tôi đang kể ra những con rừng có thể đi được như Jax hoặc là Gragas. Đều là những con tướng sở hữu khả năng đi rừng. Ui, Mèo Ú dường như có vẻ cay rồi. Đang hơi lúng túng đấy. Uống nước là cho đỡ cay em ơi. Cay xè lưỡi rồi nhìn đối phương ban đi 3 rừng và cấm và chọn đi 1 rừng và có được cho mình sự lựa chọn Kha'Zix. Không được sử dụng quá nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng con Kha'Zix trong tay của Mèo Ú tôi tin nó sẽ là một con Kha'Zix ăn thịt. Vâng, và với Kha'Zix thì cái việc mà găng mục tiêu đơn của Mèo Ú nó sẽ được đề cao lên rất là nhiều. Và trong khi đó thì vị trí của Slowzy, anh ta đang đưa ra những cái lựa chọn cho người đi đường giữa. Và tôi thấy đó là Kasubia. Liệu rằng Kasubia có được pick hay không khi mà cái chiêu cuối Kasubia có khả năng ngưng động rất tốt. Vâng, và Cassiopeia đã không được pick rồi. Nhà hay rồi, là đó là vị trí của Thresh, cặp đôi Thresh cùng với Kai'Sa tôi tin chắc
đây sẽ là một cặp đôi họ đánh chủ động. Với cái cách mà người đi hỗ trợ bên phía Team Viking Gaming ở cặp đấu với Divine họ thể hiện, thì anh ta thường có thiên hướng đó là sử dụng cho mình cú án tử để khép góc đối phương, chơi khá là chủ động. Trong khi đó Katlyn tôi nghĩ đi cùng với con Morgana là hợp lý cho thời điểm này, khi con Morgana sở hữu cho mình cái khiên đen để cho Thresh những cú án tử hoặc lợi hai xoáy của nó không đem lại quá nhiều tác dụng cũng như cái sự khó chịu vào con Katlyn này. Vị trí của Zigoan cầm con Katlyn, tôi tin anh ta sẽ farm bằng với thời gian. Vâng, và với Katlyn với sải tay dày nó sẽ rất là hiệu quả trong cái việc mà đối đầu với lại Kai'Sa. Và trong khi đó với cái khóa bóng tối của Morgana thì nó cũng sẽ tạo tiền đề cho Katlyn đặt những cái bẫy của mình xuống để có thể bắn những cú bắn chí mạng hơn. Và trong khi đó đến với cái lượt cắm tiếp theo, ngay lập tức đó là Sejuani và Victor đã được bàn đi. Vâng, và Sejuani một trong những vị tướng ở cái giải hiện tại đang rất hot ở trong nước ta, đó là MSI Mid Invitational, cũng được pick rất nhiều. Bây giờ thậm chí là cấm luôn cả Lulu, bên kia thì cấm Jack. Và bây giờ không biết là con Hecarim này có phải là Hecarim đi rừng hay không, hay nó sẽ là một con Hecarim đi top. Tôi đã nhìn thấy cái dịch chuyển của Thiêu Đốt, khả năng lớn là vị trí ở NSN196 sẽ vẫn cầm Thiêu Đốt này mà thôi. Trong khi đó vị trí ở bên phía Team Game Home bây giờ sẽ pick cho mình đi rừng Chandle. Vâng, đây sẽ là một con chăn đồ đi rừng tôi đánh giá không cao so với việc mà bên phía Team Viking sở hữu là thần rừng mèo ú cùng với con Kha'Zix. Thì con chăn đồ này trong tay của NLT sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây. Vâng. Và sự lựa chọn cuối cùng bên phía Team Viking Gaming sẽ là mid. Họ đang giấu đi cái mid laner của mình cùng bên phía Team Game Home, cũng chưa lộ tẩy cho mình là một con bài mid như nào. Với đội hình như này, tôi tin chắc là Viking Gaming họ sẽ pick một con mid có sức sốc sát thương cao. Và như vậy ngay lập tức khóa vào vị trí của một con Koki. Đây là vị tướng đem lại cho các bạn sức sốc sát thương phải gọi là vô cùng khủng khiếp. Vâng, và trong khi đó Darius có cái giai đoạn đi rừng nó đi đường nó khá là khỏe, và với cái khả năng mà trong giao tranh của mình cùng với cái chiêu cuối để có thể kết thúc một mục tiêu ngay lập tức hồi lại và sẽ tạo ra rất nhiều mục tiêu nữa. Kama, và như vậy chúng ta có một con Kama đi mid cùng với Koki, thì tôi thiên về phần của Koki hơn. Vâng. Koki đi đường và nhất là trong cái giai đoạn từ level 6 trở lên gây được rất nhiều sự khó chịu ở Kama, trong khi đó Kama lại tỏ ra hơi thua thiệt về lượng đam nếu như muốn trao đổi chiêu thức với Koki ở khu vực đường mid. Còn ở đây Darius cầm Thiêu Đốt tốc biến đi cùng với một con Hecarim cầm dịch chuyển và Thiêu Đốt, thì ở đây tôi nghĩ là Darius nếu đánh trên cơ thì có thể ăn được con Hecarim này. Vâng. Và với việc mà bên phía Game Home biết cho mình Kama, tất nhiên đó là việc mà muốn cover hết cho sức Zico. Họ luôn luôn chơi xoay quanh khu vực đường dưới của mình, bảo kê làm sao nhiều nhất dành cho Zico, kể cả con chăn đồ này. Đây cũng là một cái việc mà bên phía Team Game Home muốn bảo kê cũng như là cover cho vị trí của Katlyn nhiều hơn là cái việc con chăn đồ này. Nếu như nhảy lên mở combat thì nghe chừng nó hơi sai. Nếu người mở combat ở trong phía Team Game Home thì tôi đánh giá cao đó là vị trí NSN96, sau khi có cái khiên đen của Morgana thì anh ta lao vào là hợp lý hơn. Còn các thành viên phía Team Viking ở đây thì họ dường như không chơi tập trung vào khu vực đường nào cả, mà đó là vị trí của mèo ú sẽ tập trung côn team cũng như là chi phối. Như chúng ta đã biết được rằng là bây giờ người chơi đi rừng của các đội tuyển Liên minh Huyền Thoại chi phối khá là nhiều tới cái lối chơi của đội tuyển đó. Vâng, và với việc mà cái con cua kỳ cục ở cái giai đoạn đường sông nó đã được sửa lại thì cái lối đi rừng nó cũng sẽ được thay đổi một chút. Nó sẽ chậm hơn nó ngày sẽ trước. Chậm hơn. Cái vòng rừng của các bạn cũng nó sẽ thay đổi hơn cái vòng rừng ngày trước, khi mà sau cái bản 9.8 này và update để dành cho MSI Mid Invitational thì con cua đã được ra chậm hơn so với ngày trước. Ngày trước thì các đội tuyển họ sẽ ăn cho mình là một con bùa, ăn bùa đỏ, bùa xanh, xong sau đó sẽ là ra sông và ăn cua và triển khai cho mình những cái bãi rừng tiếp theo như sói hoặc bãi ma. Thì bây giờ cái vòng rừng của chúng ta đã khác rồi. Vâng, và cái vòng rừng bây giờ là sẽ chủ động ăn cho mình hai cái bùa lớn, một bùa lớn sau đó đi ăn ra một bãi nhỏ và ngay lập tức sẽ triển khai ăn thêm bùa còn lại và đi ra đường. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái màn hình chờ 2 phút hoặc 3 phút trước khi bước vào trận đấu. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a fall, to get out of this maze. Love, I'm
Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu giữa Viking Gaming và Game Home Esports. Game đấu đầu tiên, ngay lập tức chúng ta đã có Tactical Pause, một cái pause khá là hữu ích ở giai đoạn đầu game. Bây giờ chúng ta thể nhìn thấy được rằng là Viking Gaming xuất phát điểm cho mình là đội màu xanh, đội 1, trong khi đó Game Home sẽ là đội tuyển đứng thứ 2 và ở bên phía màu đỏ. Và bây giờ chúng ta thể nhìn thấy được rằng là Game Home họ sẽ triển khai cho mình cái lối chơi khá là an toàn như mọi khi thôi. Giải người đều ra khu vực hai bên bờ sông và cắm cho mình những con mắt kiểm soát. Trong khi đó Viking Gaming lại có những cái tình huống họ stick người vào với nhau, sau đó đi cắm mắt và bắt người lẻ rất sớm. Ở đây thì Mèo Ú đã ra được bụi cỏ giữa sông rồi. Vị trí của NLT cũng bắt đầu đang đứng ở khu vực gần đây. Chúng ta thấy được rằng là Viking cùng với Game Home họ đang có những tính toán riêng cho riêng mình. Vâng, tôi thấy liên tục là những cái tình huống mà ping thẳng vào cái vị trí của Mèo Ú. Có vẻ như là NLT đã phát hiện được vị trí của Mèo Ú ở đây rồi, và tạm thời sẽ là những cái lượng thông tin mà được đưa về cho phía của Game Home. Chắc chắn là Mèo Ú sẽ khởi động giai đoạn đầu tiên với con bùa xanh này. Trong khi đó thì NLT có thể khởi động ở con bùa xanh bên kia hoặc sẽ quay vào bên trong để khởi động con bùa đỏ của mình. Và bây giờ Mèo Ú đang có động thái tiến qua, và NLT anh ta đã thấy đang có những động thái ping vào bên trong. Anh ta đã biết điều này và ping liên tục vào khu vực rừng của mình ở khu vực bùa đỏ, cũng như là Karim sẽ chạy ra đây cắm cho mình có mắt kiểm soát hai trang, hay chính tay của NLT sẽ cắm có mắt kiểm soát ở đây. Anh ta sẽ khởi động trước cho mình là ở khu vực bùa đỏ, xong sau đó di chuyển xuống dưới ăn con cua ở khu vực đường sông dưới ở gần hang rồng và ganh cho mình là khu vực đường dưới. Đúng với cái hướng đi rừng như này thì Game Home một lần nữa họ lại thể hiện cái tham vọng cũng như là cái kỳ vọng của mình đặt nặng vào vị trí của Zigo One. Khi mà Zigo là người anh ta chơi vị trí xạ thủ rất tốt, cái vâng, việc farm của Zigo cũng như là giữ vị trí trong combat là vô cùng ổn định. Vâng, và ngay lập tức là đó là NLT anh ta muốn ăn nhanh con bùa đỏ này để tránh cái việc Mèo Ú cướp, nhưng mà không may cho anh ta là Mèo Ú đã timing kịp thời và quay về khu vực rừng của mình. Vâng, và Game Home ở đây sẽ bắt đầu cho mình khu vực bùa đỏ và sau đó là ăn bãi đá, nghe nó có vẻ hơi sai nhỉ. Nhưng mà với con trên đồi thế này, cái kỹ năng quy của nó cũng sẽ hồi lại một lượng máu đáng kể, cho nên là cái việc ăn người đá sớm nó cũng sẽ không quá khó. Nhưng mà nó sẽ hơi lãng phí cái bùa đỏ của NLT vừa ăn xong. Và bây giờ Mèo Ú ăn xong hai con sói con, anh ta sẽ ra ăn cho mình cái blue và tiện đường công tác là ghé thăm khu vực top và ăn cho mình con cua. Còn ở đây chân đồ anh ta mất khá nhiều thời gian ăn bãi đá, sau đó sẽ là vòng xuống khu vực blue và bãi sói trước khi anh ta ra cho ăn được cho mình là con cua và can thiệp xuống khu vực đường dưới. Khi mà vị trí của Kai'Sa cũng như Thresh có được level 2, level 3 thì sẽ khó hơn rất nhiều để cho Trundle có thể ghé thăm khu vực đường dưới. Vâng, và Trundle trong tay của NLT lúc này anh ta đang mất quá nhiều thời gian trong cái lối di chuyển của mình, và vì vậy tôi cảm thấy rằng Mèo Ú sẽ tổ chức găng trước, và sau khi ăn con cua này xong có thể người bị hướng tới sẽ là NSN996. Và có lẽ NSN cầm trong tay vị trí Trundle thì anh ta sẽ không ganh sớm được khu vực đường dưới, và đặc biệt là vị trí của Katlin cũng như là Morgana đang đẩy khá là cao ở khu vực đường trên. Bây giờ Darius đang là người chủ động đẩy đường, trong khi đó Hecarim anh ta đã sử dụng cho mình xong 3 bình thuốc bị bằng trụ và cái mạng sẽ thuộc về vị trí của Mèo Ú. Như tôi đã nói, Mèo Ú ăn cho mình một cái đường vòng rừng nó khá là cơ bản và truyền thống thôi. Ngay lập tức thì Hecarim đã phải bỏ mạng lại rồi, và đây sẽ là cái mạng ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc farm của Hecarim. Và bây giờ tiếp tục dịch chuyển lên khu đường trên, và liệu có đánh ở đây không? Băng trụ từ vị trí của Mèo Ú, Bung Min hai người yếu máu rồi, bây giờ Bung Min khá là yếu, NSN96 anh ta đã bị vây ở trong trụ và ngay lập tức muốn ăn cái mạng này của NSN. Hai mạng rồi, đó là hai mạng dành cho Mèo Ú, người đi đường của Viking Gaming cũng như là người có được cho mình chức vô địch DCSA ngày xưa của Liên minh Huyền thoại Việt Nam, vẫn tỏ ra là một người có quá nhiều kinh nghiệm dày dặn ở đây. NSN anh ta bị lính đẩy vào trong trụ, anh ta nằm xuống hai mạng liên tiếp. Bây giờ làm sao để thể xanh đây? Cái cách mà triển khai găng đường trên của Mèo Ú nó rất giống những cái vị trí đi rừng của MS2 dạo gần đây, bằng cái việc đó sau khi ăn xong anh ta tổ chức ngay lập tức là ban trụ sau khi đối phương bị ép vào bên trong. Và NSN1996 đã có cái lỗi rất là cơ bản, anh ta dịch chuyển luôn, anh ta dịch chuyển quá nhanh trong khi là không biết được rằng đối phương có rời khỏi đó hay chưa, và ngay lập tức sai lầm đã không được đền đáp lại bằng việc đó là nằm xuống hai mạng. Cũng phải kể tới là Viking Gaming họ xe đam cực kỳ chuẩn. Họ xe đam giữa Bung Min và Mèo Ú không thiếu bất kỳ một milimet nào và mili giây nào, rút ra là cực kỳ hợp lý. Trong khi đó NSN tỏ ra hơi non tay với những tình huống anh ta dịch chuyển luôn sau khi vừa bị Kha'Zix cũng như là vị trí của Darius hạ gục trên này, và họ vẫn đang đứng ở trụ mà NSN đã dám dùng cái dịch chuyển lên hơi liều.
Vâng, và hiện tại đó là hai mạng dành cho mèo ú, một con Khazix ở giai đoạn đầu game như thế này mà nó có hai mạng thì nó sẽ là có một lượng trang bị rất nhanh chóng và sẽ rất là nguy hiểm cho bộ đôi đường dưới. Vâng, và tôi đã nhìn thấy ở kênh chat đó là vị trí của Tippy vừa chat là quẩy lên thôi, quả này chị em phụ nữ ở Redmi 5 Stardust chắc cười tươi lắm đây. Ở đây là Game Home đang đứng trước nguy cơ biến hành, nhưng mà khu vực đường dưới này con Catlin trong tay của Zigo One nó vẫn đang là một cái gì đó và muốn đẩy đường vào, nhưng Zigo One bị bắn vào tia truy kích là quá tốt đến từ vị trí của Lightning, hạ gục được cái mạng của Zigo. Bây giờ bị thua thiệt về Crypt nhưng không sao, Lightning Ninh béo ở đây đã có cho mình một điểm hạ gục và tiền nó đang là nhỉnh hơn so với vị trí của Catlin, 8.800 tiền so với 7.400 tiền của Game Home. Viking Gaming họ đã rất nhanh vươn lên và giãn cách được cho mình là 1.000 tiền khoảng cách giữa hai đội tuyển. Zigo anh ta vào hơi sâu trong tình huống vừa rồi để rồi dính cái lưỡi hái xoáy, kèm theo đó là một viên đam trụ, như vậy là đang quá đầu ở những giai đoạn đầu game thế này, cho nên việc anh ta nằm lại là điều dễ hiểu thôi. Và cái tia truy kích của đúng Lightning rồi, bắn xác. Cũng rất chuẩn xác và bất ngờ khiến cho Zigo One anh ta không kịp sử dụng cho mình là cái tốc biến. Đúng vậy. Và rõ ràng là Zigo One có cái tốc biến trong người vừa rồi nhưng anh ta cũng hơi bất ngờ, nhưng ở đây vị trí của NSN196 tiếp tục bị bấu vào quá đầu, chỉ cần một pha nhảy dầu nhất đây một cái NSN nghỉ chơi luôn này, mất nửa máu xong đi về như này thì làm sao mà chơi được tiếp đây. NSN1996 anh ta không có quá nhiều lượng trang bị cho mình, thậm chí bây giờ anh ta chỉ có cho mình cái bình thuốc biến dị kèm thêm một cái giáp, thì làm sao chơi lại hai cái kiếm dài trong tay của mèo ú đây. Trong khi đó tại khu vực đường giữa, Slowzy tỏ ra lấn lướt hơn vì chất tướng của anh ta, tôi biết anh ta đang ở kèo trên. Vâng, và rõ ràng là Viking Gaming họ đã nghiên cứu rất kỹ Game Home sẽ pick cho mình những cái con bài đi mid để bảo kê khu đường dưới với Kama này nọ, nên họ không thể nào có đam lại với con Cookie này. Bây giờ mèo ú anh ta đã bị đập vào, có một cái tảng băng được dựng ở đây nhưng mà kéo trượt đến từ vị trí của Bungmin, mèo ú sẽ quay trở lại mà thôi. Có vị trí của Cookie cũng như là Kama dịch chuyển lên, nhưng mà ở đây là vị trí của Cookie sẽ đến trước rồi. Level 6 có trong người của Bungmin rồi, bây giờ anh ta có chiêu cuối, liệu các thành viên phía team Game Home có bị băng trụ hay không đây. Và như vậy tôi nghĩ là Viking Gaming sẽ không băng trụ, hơi liều nếu như băng trụ hơi liều cho tình huống này, bởi vì họ còn tới cho mình là hai người, đằng sau có sự xuất hiện của quân du trong tay một con Kama nữa. Vâng, và trên là cấp độ lúc này đang được diễn ra rất gay gắt ở trên khu vực đường top, và tôi thấy rằng đầu 96 anh ta đang cực kỳ mong manh khi mà chỉ số lính của anh ta lúc này chỉ là 19 con mà thôi, và trong khi đó thì Dyrus với cái việc liên tục ép đường của mình sẽ ép cho đầu 96 cực kỳ khó thở. Vâng, và đó là 49 chỉ số lính trong tay của Darius, thậm chí anh ta lại có được cho mình cái quốc chim cơ, cái lối này đổ rất cục đến từ vị trí của Bungmin. Vâng, vâng, đây là khá là ít lần hiếm hoi tôi nhìn thấy một con Darius về nhà đóng thẳng cho mình cái quốc chim lên, đấm thẳng vào mồm Hecarim, nghe chừng nó hơi cục. Ở đây chúng ta thấy được rằng là vị trí của mèo ú tiếp tục ganh vào NSN, bây giờ không còn vó ngựa của mình nữa rồi thì tôi tin chắc NSN sẽ phải nằm xuống mà thôi. Anh ta không đem lên cho mình là cái phép bổ trợ tốc biến thì làm sao thoát được giữa những cái cô lập này đến từ của mèo ú bấu quá đau của khu đường dưới này. Tôi nghĩ là GK của Lightning ở đây thì support về phía team Viking Gaming sẽ bỏ mạng lại mà thôi. Vâng, và cái việc mà NN196 anh ta đã có tình huống lỗi, anh ta không có mắt kiểm soát tại khu vực bụi cỏ chập ba, nhưng anh ta lại đẩy lên quá nửa khu vực sông. Trong khi đó thì mèo ú biết rằng vị trí NN196 không có tốc biến, anh ta chủ động cam thẳng vào vị trí này, chắc chắn cái vó ngựa không để giúp cho vị trí NN196 chạy đi quá xa được. Đây sẽ là một con Hecarim bị out đồ cũng như bị out cấp, nó mới chỉ có cấp 5 thôi, và Bungmin chuẩn bị lên tới cho mình là cấp 7 rồi. Con Darius này chuẩn bị có tới cho mình là cấp 7 cơ. Động lính chênh 2 cấp, và thậm chí là Bungmin vẫn đang muốn ngưng động lính và đóng băng lính. Cấp 7 đã có trong tay của vị trí Bungmin, và bây giờ chúng ta thể nhìn thấy được rằng là các thành viên bên phía team Viking. Vâng, và bên phía của Viking họ vẫn đang muốn gây áp lực cho các thành viên bên dưới, và bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy rằng con rồng đất này thuộc về phía đội hình của Game Home. Và trong khi đó, mặc dù mèo ú không quá quan tâm về con rồng đất này, nó không gây ra chênh lệch nhiều, nhưng lại muốn ép chết vị trí của NSN1996. Trong khi Bungmin có cho mình cấp độ 7, NSN1996 lúc này vẫn chưa hoàn thành được cho mình cấp độ 6, sẽ cực kỳ thọt trong giai đoạn sắp tới. Vâng, chúng ta nhìn thấy được rằng là ở đây các thành viên phía team Viking có tới cho mình là 4 điểm hạ gục chỉ sau 9 phút thi đấu mà thôi. Còn Game Home họ đang tỏ ra thua thiệt hơn khá là nhiều. Khu vực đường dưới này, mặc dù Zigo One farm được cho mình 73 chỉ số lính thì vị trí của Kai'Sa mới có được cho mình 60, nhưng anh ta đã kịp thời bổ sung cho mình là một điểm hạ gục ở đây. Thì Viking Gaming đang nhỉnh hơn khá là nhiều so với vị trí của Game Home, và
cái mục tiêu lớn duy nhất tính đến thời điểm này game home họ có được để bù lại những cái sự thua thiệt của mình đó là một con rồng đất. Vâng, mà nhìn cái cách mà bọn mình ngư động lính tới mức mà để nào 996 chán luôn, anh ta phải đi farm ké rừng. Nhưng mà nếu cái việc anh ta farm ké rừng lúc này thì chắc chắn rằng rừng bên phía game home sẽ thọt. Nhưng bây giờ đang chuẩn bị có giao tranh, GK bị giữ lại. Tôi chắc chắn rằng GK chắc chắn phải nằm lại trong pha thi đấu này, đó là pha bóng tối thành nhưng công. Mà mạng không được nhường cho vị trí của Zigo mà là Kama. Chúng pha vừa rồi nếu chứ nhường cho Zigo thì hay hơn. Và đó là chiều quỷ của Kama đã kết liễu được người đi hỗ trợ bên phía team Viking Gaming. Thresh đã phải nằm xuống 2 lần nhưng không sao. Còn đó là vị trí của Bumi và Mèo Ú sẽ ăn được cho mình cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên bên phía team Game Home. Và đây sẽ là những cái lớp khiên bóc ra đến từ vị trí của các thành viên phía team Viking Gaming. Rất nhiều tiền luôn. Các bạn phá được cái trụ đầu tiên, thậm chí các bạn ăn được 5 lớp khiên trụ nữa thì cực kỳ là nhiều tiền. Và con Darius này đang có một lối lên đồ vô cùng là cục. Darius lúc này anh ta bằng cấp độ của người đi đường giữa, trong khi đó thì DLT có án tử thành công từ vị trí của GK và ngay lập tức Lightning sử dụng chiêu cuối cho mình bay lên và mạng lại thuộc về vị trí của Slowzy. Và như vậy Slowzy lúc này cũng đang bị làm chậm từ vị trí của Quân Du, có trói nhưng không thành công, đó tình huống bắt ngược về và chỉ là những tình huống trao đổi chiêu thức mà thôi. Vâng, và bây giờ vị trí NS tiếp tục anh ta gặp khó, anh ta bị làm chậm và bây giờ đi đâu được đây. NS anh ta sẽ phải dùng anti cho mình mà thôi, anti down ngược vào muốn lấy mạng của Bung Mi thôi nhưng mà không được rồi. Mạng sắt đào dành cho vị trí NS nhưng anh ta vẫn nằm xuống. À không, đó không phải là sắt đào khi mà những cái mạng trước đây là vị trí của Mèo Ú, anh ta lấy được 3 mạng vào cực kiếm. Vô cực kiếm cực trong quá, tay của Bung Mi. Cái gì vậy, Darius lên first item vô cực kiếm. Ôi, what the hell. Một kỹ năng W thôi có thể bay nửa cây máu nha. Một phát thôi có thể lên tới tầm 300 máu nha. Cái này tôi chỉ được nhìn ở trong các trận thi đấu public và các Hosu họ lên chơi vui vẻ với nhau thôi, chứ còn đấu giải tôi chưa bao giờ nhìn thấy luôn. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một con Darius 11 phút cầm ra cho mình là vô cực kiếm. Tôi xin nhắc lại là 11 phút. 11 phút cầm ra cho mình đó là vô cực kiếm. Đây là một trong trang bị lớn đắt, rất đắt tiền, tận 3k mấy tiền. Và ngay lúc này đây thì Mèo Ú cũng muốn kiểm soát luôn cái lượng quái rừng bên phía của Game Home. Đây là một chiến thắng, à không, đây là một cái lợi thế cực kỳ áp đảo cho phía của Viking Gaming. Nói là chiến thắng thì chưa hẳn, khi mà đây cái trận đấu của chúng ta vẫn chưa, cái nhà chính nó vẫn chưa nổ. Đúng rồi, game này là nhà chính phải nổ cơ. Nhưng bây giờ vị trí của NSN tiếp tục anh ta bị bắt vào, Mèo Ú nhảy ra và tiếp tục lấy đi những cái lượng máu rất nhiều từ vị trí của NSN. Anh ta đi đâu đây, đi đâu cũng bị Mèo Ú đứng đấy chờ sẵn này. NSN không hiểu anh ta sống làm gì nữa. Tôi có lẽ là bây giờ anh ta không muốn chơi game rồi. Em muốn hỏi là đợt trước NSN 96 đi lane với ai ở bên phía của Remy Fasadak nhỉ? Xí xí à? Đi lane với ai nhỉ? Xí xí đánh support. Đi lane với ai nhỉ? Với Châm Châm. Rồi xong rồi. Xong, ôi, xong rồi. Đi với người yêu. Các bạn đã có cái câu hỏi rồi. Đi lên với người yêu của Bung Min thì làm sao mà đỡ được. Ngày trước hành vị trí của người yêu tao, bây giờ thì nhớ nha. 1-4 đến từ vị trí Hecarim này mới chỉ có cho mình cái giày ninja và cái búa gỗ thôi. Làm sao mà thở được trước cái con Darius đang cầm cho mình vô cực kiếm này đây. Có đóng hộ của khu đường dưới nhưng mà đó sẽ thoát về thành công. Zigo One anh ta vẫn đang tỏ ra là một người farm rất cháy máy. Phăng bam, anh ta farm bằng thời gian luôn. Farm bằng thời gian. Vâng, 123 chỉ số lính ở phút thứ 12 của trận đấu. Vẫn là một cái điểm sáng bên phía đội hình của Game Home. Và chúng tôi thừa biết chắc rằng Zigo One anh ta sẽ gây áp đảo chắc chắn cho khu vực đường dưới. Nhưng bây giờ thì ZK anh ta đang cố gắng bổ sung lại cái chỉ số lính cho Lightning. Nhưng bây giờ sẽ là tình huống khóa bóng tối thành công không? Đó là không thành công. Vâng, anh ta chỉ vừa rồi là vị trí của Lightning đỡ đạn hộ đỡ cho Thresh thôi. Nếu như không đỡ đạn trong pha vừa rồi tôi nghĩ đi là Thresh đi chắc. Và bây giờ vị trí của Boomin đang bị Kama bắt vào. Boomin tốc biến lại muốn chơi Hecarim nhưng mà không được rồi. Đây sẽ là cái mạng nằm xuống và sẽ là cái mạng dành cho vị trí Kama. Trong khi đó Mèo Ú bị chăn đầu cắn vào. Mèo Ú đứng trước nguy cơ phải nằm xuống rồi. Ngay lập tức sử dụng cho mình cái chiêu cuối để thoát đi mà thôi. Chăn đầu anh ta bị bắt ngược trở lại, xử lý quái đấy từ vị trí Mèo Ú. Vâng, level 6 anh ta sẽ cường hóa cho mình là vào chiêu W. Cái chiêu W được cường hóa bởi Mèo Ú đang đem lại khá là nhiều hiệu quả. Không phải, đó là cường hóa vào chiêu Q anh à. Chiêu A ở vào Q sẽ ra 3 tia. 3 tia vừa nãy anh nhìn là nó hơi bị khuất cái màn hình, nhìn tưởng là 3 tia. Bây giờ thì Slowzy anh ta đang trả đam ra và Wunzu có tình huống trói. Nhưng đó là tình huống lao lên từ vị trí của Slowzy. Và tôi nghĩ rằng Wunzu sẽ khó trong trận đấu này rồi. Anh ta nằm lại, một điểm hạ gục nữa dành cho Viking Gaming. Và cái trụ ở khu vực đường giữa này nó sẽ được bào đi thêm một lớp viên trụ nữa. Vâng, và phút thứ 14 chúng ta thể nhìn thấy được rằng là cái lợi thế là 3.000 tiền dành cho bên phía team Viking. Và vừa rồi Mèo Ú anh ta
tôi cứ ngỡ là anh ta sử dụng là cái cường hóa chiêu W để có thể phóng những cú W nó thoải mái hơn, nhưng mà không cường hóa W, sử dụng pha thi đấu vừa rồi anh ta định hướng rất chuẩn luôn, rất chuẩn, vẫn là một cái gì đó không thể nào khinh thường, thần rừng một thời của DCSA. Vâng, và bây giờ cái lợi thế đang quá nhiều, đó là chênh lệch 3k tiền ở cái phút thứ 14 này nó là cực kỳ lớn. Và ở bên phía người đi đường trên của Viking Gaming, Bungmin, anh ta cực kỳ lấn lướt trong pha giao tranh của mình và đã đổi đường rồi. Zigo One cùng với lại Subang sẽ đổi lên khu vực đường top. Và trong khi đó, hai bộ đôi đường dưới bên phía của Viking Gaming vẫn đang muốn bóc lì Lucky trụ này. Có quá bóng tối, thành công đạt được trả rồi. Bungmin tiếp tục thi đấu như thế này thì anh ta sẽ phải trả một cái giá đắt. Vâng, lên đồ nó đã có dấu hiệu của việc khinh thường địch cũng như là quăng game rồi. Thì bây giờ anh ta tiếp tục di chuyển hơn anh. Ở trong khu vực rừng của bên phía team Game Home, Viking Gaming không có bất kỳ một con mắt nào quá sâu cả, mà vị trí của Bungmin anh ta lại đi vô cùng sâu ở khu vực bùa đỏ của đối phương. Và cái vị trí duy nhất mà bên phía team Viking kiểm soát được đó là hai bên bờ sông ở khu vực sứ giả khe nứt cũng như là hang rồng để nhìn thấy được các thành viên phía team Game Home mà thôi. Bungmin anh ta sẽ cần phải chơi chậm lại, đỡ được cái việc là bị hừng quá cũng như là máu lên não nhanh. Vâng, và cái màn hạ gục vừa rồi thì cũng chỉ dành cho vị trí của Subang mà thôi, nó không dành cho Zigo. Thực ra Zigo lúc này ta đang rất cần những màn hạ gục để có thể tạo ra trên là để có thể gánh được đội hình của Game Home. Và trong khi đó con rồng nước này, cái lượng máu của nó đang bị kéo đi rất là nhanh, mà tôi nghĩ rằng con rồng nước này sẽ dành cho vị trí của Game Home. Hai rồng, một rồng đất và một rồng nước. Vâng, và Game Home họ tỏ ra yếu thế hơn trong cái giai đoạn đi đường, nhưng mà cái mục tiêu lớn đang được thể hóa tốt hơn đến từ bên phía team Viking. Hai hôm đó là vị trí của Game Home. Thì bây giờ Khazik lấy được mạng của Karma, Morgana lấy được mạng Kai'Sa. Bây giờ vị trí của các thành viên phía team Game Home lần lượt bỏ lại cho mình là 3 người. Bây giờ Mèo Ú đang gánh hết cùng với vị trí của Slowzy. NLT đang bị bắt vào, có tốc biến lên đến từ vị trí của Slowzy, cố gắng lấy được cái mạng hạ gục này của NLT. Mèo Ú anh ta lấy được mạng của vị trí đó là người đi rừng đối phương, điểm hạ gục thuộc về cho Slowzy rồi. Vâng, mà nếu như Game Home có hai vị tướng có thể hỗ trợ cho AD thì bên đội hình của Viking Gaming họ lại có hai vị tướng AD. Vâng, và đó là Cookie cùng với lại con Kai'Sa. Thế này trong giao tranh nó cực kỳ lợi hại. Vâng, và Mèo Ú không cường hóa W nhưng những pha W của anh ta cực kỳ chuẩn luôn. Đúng rồi. Chỉ có một tia thôi mà dường như là rất có ít những khả năng trượt được, hầu như là toàn trúng. 503 và dạ kiếm Rakta đang có trong tay con Khazik này thì những pha rình rập của nó sẽ là nguy hiểm hơn rất là nhiều trong những cái bụi cỏ hoặc là những cái khu vực khuất tầm nhìn của phía team Game Home. Và ở đây Hecarim 152 phút thứ 16 chưa hoàn thành được cho mình xong cái mảnh thứ 3 của tam hợp kiếm, thì tôi nghĩ là còn phải đến tầm phút thứ 20 thì con Hecarim này mới cầm được ra cho mình cái tam hợp kiếm cơ. Đây là chuẩn bị sang giai đoạn phút thứ 17 và 5 mạng hạ gục đang dành cho vị trí con Khazik trong tay của Mèo Ú. Đó là hai trang bị lớn nha. Tôi nhấn mạnh với anh em đây, phút thứ 17 mà hai trang bị lớn, nó là ác mộng dành cho vị trí của AD. Và trong khi đó thì Zigo anh ta sẽ sống như thế nào trong giai đoạn giao tranh sắp tới đây? Vâng, một đồ rừng chiến binh cùng dạ kiếm Rakta thì tôi đau lắm đấy. Tôi không tưởng tượng được rằng anh ta cào một cái vào mặt còn có Hecarim ở đây. Ôi ôi, cào cái nửa máu luôn bây giờ. Hecarim chạy làm sao được, sử dụng cho mình ngay lập tức cái dịch chuyển nhưng vẫn không thể thoát trong pha thi đấu vừa rồi. Cái sát thương đến từ vị trí Mèo Ú đang là quá nhiều khi anh ta cô lập được đối phương. Bây giờ sẽ thả ra cho mình đó là sứ giả khe nứt, phải ăn được thêm một trụ thứ hai của đường dưới này. Quân Du đang bị bắt vào, Bungmin anh ta đấm quá đau đi, nhưng bây giờ có sự trợ của NLT, Bungmin kích hoạt được cho mình điểm chinh phục nhưng sẽ là nằm xuống mà thôi. Karma cùng với chăn đồ có quá nhiều cái skill khó chịu, nhưng bây giờ Game Home họ đang bị bào trụ ở khu vực đường dưới, thậm chí đó sẽ là cái trụ bảo vệ nhà lính nữa cơ. Vâng, và nó sẽ là rất khó đang dành cho đội hình của Game Home, mặc dù những cái sai lầm đang đến liên tục từ người đi đường trên đó là Bungmin, nhưng nó lại câu kéo được rất nhiều cái lượng thời gian cho khu vực bên dưới này khi mà Subang anh ta có muốn có khoa bóng tối ra nhưng không kịp, đó là nửa máu trụ. Vâng, được kéo và lên. Xin nhắc lại một lần nữa là Subang là một player đã từng leo rank thách đấu và ở rank thách đấu khá là lâu. Vâng, các bạn thể nhìn thấy được rằng là cái chỉ số lính anh ta farm kìa, 188 chỉ số lính, 012. Với một cái thế trận mà Game Home họ thua hoàn toàn như thế này mà xạ thủ của team bạn farm khá là cháy máy, thậm chí là không phải nằm xuống nhiều cơ. Khazik bây giờ cái khả năng săn mồi của anh ta là cực kỳ lớn, nhưng mà ở đây là vị trí NSN196 nằm xuống lần thứ 7 trong trận đấu này. Với 18 phút thi đấu, Mèo Ú sẽ thoát được đi mà thôi. Trong khi đó xạ thủ với team Game Home vẫn tiếp tục cầm mẫn phàn để sẽ trở thành người gánh tạ cho bên phía team Game Home. 172, liệu rằng là NSN196 tính phá kỷ lục của trí tuệ nhân tạo chăng? Vâng, và tôi muốn thấy rằng con người phá được kỷ lục này. Tôi thấy rằng NSN196 ta đã không được chơi game hơn, có vẻ như là cái lỗi mà ta từng gây ra cho Redmi Fire Stardust nó đang là quá lớn. Vâng, chúng ta thể nhìn thấy được rằng là ở đây các thành viên bên phía team Viking
họ muốn bắt chết người đi đường trên của bên phía team Game chết Home. NSN 196 cặp đấu trước hành vị trí của Châm Châm, người yêu Bung Min ở trên top, thì ngay lập tức Bung Min ngày hôm nay anh kêu, ta cũng đi top luôn hỏi. À, đi top luôn, anh ta gọi hội, anh ta đi bằng được NSN. NSN đi đâu, mèo ú ở đấy, Bung Min ở đấy, không để cho Hecarim này thở được. Phút thứ 20, gần như tôi nói rồi mà mảnh thứ 3 của Tam Hợp Kiếm vẫn chưa được hoàn thành, thì có lẽ là khó cho Hecarim rồi. Rất khó, bây giờ anh ta vẫn còn chưa có được cái Tam Hợp Kiếm thì đừng nói gì đến cái sức chống chịu trong giao tranh. Bây giờ thì tôi cá luôn một cái tình huống bay lên của mèo ú thôi, một cú gạt kèm theo đó một cú W thôi, chắc chắn rằng rất là đau đớn cho vị trí NN. Nhưng bây giờ mèo ú đang bị bắt vào đội hình bên phía của Game On, bắt đầu có những tình huống lao lên. Lightning liệu rằng anh ta sẽ chạy bằng cái gì đây? NN 996 có khóa bóng tối không? Đó là cái khiên đen giúp cho anh ta không bị kéo từ vị trí của GK. Và bây giờ Kama kích hoạt cho mình là chiều cuối lên, và bây giờ các thành viên phía team Viking sẽ phải bỏ về mà thôi. Thresh là quá đủ rồi, nhưng ở đây mèo ú vẫn đang muốn đánh lấy được mạng của Subang hay không đây? Bị kiệt sức chưa lấy được mạng của Subang, nhưng đằng sau là vị trí Slow G và Darius sẽ lấy được mạng của Subang. Zigo anh ta vẫn đang bắn, là Zigo có bắn được hay không đây? Sức sát thương trong người của Zigo lúc này đang chưa là quá nhiều với một cái vô cực kiếm và một cái đại bác liên thành. Vâng, xin lỗi các bạn, vừa nãy tôi nói nhầm, đấy là Zigo ăn với cả là Subang, hai người này khá là giống nhau nên tôi hay bị nhầm tên. Đấy là Zigo ăn mới là người chơi AD và đã từng ở rank thách đấu Việt Nam, và anh ta đã từng leo đến rank thách đấu hai số của Việt Nam luôn. Thậm chí là chúng ta nhìn thấy ở đây một thế trận nghiêng hoàn toàn về bên phía team Viking, thì Zigo vẫn có được cho mình 211 chỉ số lính ở phút thứ 20, đã vượt thời gian rồi. Vâng, và pha giao tranh vừa rồi tại khu vực đường trên chúng ta thấy rằng chỉ mất đi mạng của GK, người đi hỗ trợ bên phía của Viking Gaming thôi. Họ đổi lại ngay lập tức đó là hai mạng bên phía Game Home là DOT cùng với là Super. Nhưng Game Home hoàn toàn có hope bởi vì họ đang có được cho mình hai con rồng, một rồng nước, một rồng đất. Và bây giờ sẽ là vị trí Zigo ăn được bắn thoải mái mà thôi. Anh ta được bảo kê quá nhiều bởi chân đồ Kama cùng với như là vị trí Morgana, bây giờ đang còn mắc ở khu vực rồng. Đây sẽ là con rồng nước thứ hai của trận đấu này. Ai sẽ được rồng đây? Mà mèo ú nhảy vào rồi. Mèo ú anh ta không chừng mà thành công khi mà vị trí của Zigo ăn là người lấy được con rồng, hai rồng nước và một rồng đất. Game Home họ có cơ sở để thắng và họ có cơ sở để kéo dài trận đấu này, khi toàn bộ cái chất tướng bên phía team Viking thường sẽ là chơi ở giai đoạn giữa game và cuối game thì nó cũng khỏe chứ không phải là không. Vị trí của Cookie cuối game bắn phát nào tôi nghĩ là bắn ra máu phát đấy luôn. Vâng. Còn Darius với cái lối lên đồ này tôi đánh giá không cao bởi một cái vô cực kiếm. Vâng, và bây giờ thì bên phía xạ thủ của Game Home, Zigo One anh ta có được cho mình một cái đại bác liên thanh cùng với cái vô cực kiếm. Anh ta sẽ có cái sải tay rất là dài và những cái tình huống bắn chí mạng của anh ta cũng sẽ là tiền đề rất lớn. Nhưng bây giờ thì mèo ú lao vào, anh ta đi hơi sâu rồi, mèo ú bắt buộc phải nằm lại, GK đóng hộp lên và đó là nơi đầu 96 anh ta muốn bay vào nhưng anh ta bị ép ra ngoài và NLT bắt buộc phải nằm lại trong pha giao tranh này. Đội 1 đội 3 từ vị trí của Viking Gaming, và đó là đội 4 rồi khi mạng của Morgana nằm xuống. Vâng, các bạn thể thấy là con Cookie này nó bắn đau đến như thế nào, bắn một phát ngất người của Zigo luôn. Và bây giờ làm sao thể được gánh được các thành viên phía team Game Home đây? Một mình con Katlin này nó không thể nào đủ đam được, khi mà bên phía team Viking Gaming họ có quá nhiều những cái nguồn sát thương được dồn vào đến từ vị trí của con Kha'Zix, Cookie và thậm chí là Boomin nữa. Con Kha'Zix này nó lao vào bên trong thì chắc chắn rằng Zigo sẽ mất hơn nửa máu. Nhưng Zigo mất nửa máu rồi thì Kai'Sa cùng với lại Slow G rất đơn giản thôi, lấy đi cái mạng của Zigo cực kỳ nhanh chóng. Và trong khi đó thì Hecarim trong thay của nền đầu 96, anh ta muốn làm gì đi nữa cũng sẽ không làm được. Anh ta không bổ sung được chỉ số lính, anh ta đang bị giãn cách quá nhiều. Vâng, và chúng ta thể nhìn thấy được rằng là các thành viên phía team Game Home họ chỉ dồn vào một cái niềm hy vọng duy nhất mang tên Katlin thôi. Còn con Kama kia nó cũng không gây được quá là nhiều sát thương. Một duy nhất cái vọng âm Luden 129 chỉ số lính như thế này thì đam ở đâu ra ở cái giai đoạn phút thứ 23 của trận đấu đây. Và bắt đầu cắm cho mình những con mắt tím để kiểm soát hàng Baron. Các thành viên phía team Game Home họ cần kéo được trận đấu này càng về lâu về dài càng tốt để cho Zigo có thêm cho mình những cái lượng đồ, cũng như là các thành viên khác bên phía team Game Home họ có thể farm trở lại kịp, farm bù đồ cho mình. Chứ còn bây giờ thì tôi nghĩ là vào combat thôi, chỉ cần vị trí của Cookie như là Kha'Zix là lấy được gọn phải đến 2 và 3 mạng bên phía team Game Home rồi. Ngày trước khi mà tôi biết Kama đi đường giữa, tôi thường sẽ lên cho mình cái trang bị thứ hai, đó là một cái lưu hương sôi sục để có thể cover cho được vị trí của AD trong cái tình huống búp của mình. Nó sẽ bởi vì tăng cái giai đoạn giữa game là cái giai đoạn mà Kama sẽ cần phải di chuyển nhiều rồi. Hơn thì một cái lưu hương sôi sục sẽ là có tác dụng hơn rất là nhiều, và nó bây giờ thực sự là cần thiết cho vị trí của Katlin khi anh ta bị khá là nhiều những cái nguồn sát thương bấu vào, và ngay lập tức có một cái lưu hương sôi sục dành cho vị trí của Kama. Tôi có thể kể ra nhanh là vị trí của Cookie bắn bao quả Big Bomb ở đây thôi thì là Katlin cũng đã yếu máu rồi. Kích hoạt thêm cùng với đó là bản năng sát thủ của Kai'Sa và con Kha'Zix này bấu vào nữa thì không biết là đi đâu dành cho Katlin luôn.
8-1 đến từ Khazik cào một cái, tôi tin chắc là Katlin sẽ mất cho mình hơn nửa máu. Đấy, còn lại tất cả các vị tướng khác bên phía Team Game Home họ không có sát thương, họ không có sát thương vị trí Chandle hay Karim, mà thậm chí là Kama không có đáng kể sát thương cả để mà bấu vào những thành viên phía Team Viking Gaming. Bây giờ Viking họ đang chơi khá là chủ quan và chế dạo đối phương. Bây giờ các thành viên phía Team Viking Gaming bị bật vào rồi, đó là sắt đào mạng thuộc về vị trí Jiwa mèo ú phải nằm xuống. Bây giờ các thành viên phía Team Viking họ làm sao đây, họ đi vào hơi hơi hình và bây giờ sẽ phải nằm xuống, đó là mạng của Darius, nhưng mà Katlin bị bấn vào quá là đau. Jiwa nằm xuống khi mà đây Slow Z vẫn đang được bắn chay máy của những con cai xả đam gây ra là cực kỳ khủng khiếp. Vâng, một cái lối chơi mà các bạn thể thấy được rằng nếu như Viking Gaming họ xanh trên toàn mặt trận, họ dễ chơi hơn rất là nhiều so với việc Game Home. Họ chỉ có duy nhất con Katlin xanh thôi. Họ thiếu đi cái vị trí dồn đam của người đi đường giữa. Một con Kamai thế này nó không gây ra được một cái sức sốc sát thương kịp thời để có thể dồn một vị trí của con Kai'Sa này, dù có gạt được vị trí của mèo ú đi nữa. Họ đang phụ thuộc rất là quá nhiều vào vị trí của Zigo. Và như vậy chúng ta thấy rằng một con Kai'Sa cùng với một con Cookie như thế này thì làm sao mà chống đây. Nó chỉ cần lao vào thôi. Một con Katlin cần có rất nhiều cái khoảng không để di chuyển nhưng không di chuyển được. Các bạn có thể nhìn thấy pha vừa rồi, Slowzy anh ta có một cái thảm lửa nhảy lên một cái phát là một quả big bomb vào vị trí Katlin, bắn thường cái đi nửa máu Katlin luôn. Tôi xin nhắc lại là chỉ duy nhất một big bomb và một bắn thường Katlin mất cho mình là hơn nửa máu. Phần việc còn lại của Lightning trong tay thì anh ta có con Kai'Sa là cực kỳ dễ dàng với cơn mưa Ikathia. Nó dồn sức sát thương vào Katlin thì làm sao thở được đây. Katlin đã có được cho mình là 3 đồ, bổ sung thêm một cái dao điện để tăng cái việc mà sốc sát thương và dồn sát thương nó nhanh hơn được nữa vào đội hình của Viking Gaming. Trong khi đó AD của bên phía Team Viking Gaming thì anh ta đang thua thiệt gần 101 chỉ số lính luôn. 101 chỉ số lính nhưng đang có nhiều hơn, đó là 4 điểm hạ gục cùng với đó là 10 điểm hỗ trợ. Nó sẽ bù trừ lại được một chút. Và bây giờ thì con bùa xanh này đang dành cho vị trí của Cookie. Lúc này đây lại là khu vực đường giữa, GK anh ta có án tử thành công nhưng không đây quá nhiều sát thương. Có lao vào bên trong mèo ú, bắt vào mèo ú lấy được mạng của Zigo. Bây giờ thì đang là tiền đề lao lên mèo ú, lao lên trên nữa. Mèo ú gặp vào nhưng mèo ú phải bắt ra khu vực đằng sau, Nioti nằm lại nên đồng 96 anh ta bơi giữa vòng vây của địch. Và như vậy Viking Gaming đang áp đảo tuyệt đối trong pha giao tranh này. Vâng, làm sao mà thở được đây, không thở được. Tôi nghĩ là các thành viên phía Team Game Home họ cùng lắm sẽ trụ được cho mình khoảng tầm 4 đến 5 phút nữa thôi. Khi mà Viking Gaming lấy xong cho mình con Baron này thì Game Home họ sẽ đồng nghĩa với cái việc là GG rồi, say goodbye cái game đấu này thôi. Chứ còn bây giờ cái lượng sát thương bên phía Team Game Home họ sẽ cần phải khoảng tầm rất là nhiều thời gian nữa, phải 5-10 phút nữa để cho con Katlin này có đồ. Thậm chí là cái dàn tank ở phía trước như con Chandle hoặc Hecarim sẽ cần phải có nhiều đồ hơn nữa, khi mà cái sức sát thương của bên phía Team Viking Gaming giờ là quá khủng khiếp và có thêm cho mình là con rồng đất của bên phía Team Viking Gaming rồi. Vâng, và bây giờ thì Viking Gaming họ chỉ cần kiểm soát tốt nữa một xem cái lượng tầm nhìn ở khu vực đường dưới thôi thì họ sẽ có những cái tình đề để ăn được con Baron này và thay vào đó thêm một điểm hạ gục ở vị trí của rừng nữa. Con Baron này chắc chắn sẽ dành cho Viking Gaming. Vâng, và các bạn có thể thấy được rằng là Game Home họ đang làm tất cả những gì có thể để đi quanh Zigo, cắm mọi con mắt để cho Zigo có thể an toàn để farm được. Trong khi đó con Cookie 806, 247 chỉ số lính, cái lượng đồ nó cầm ra là vô cực kiếm tam hợp cùng với đại bác liên thanh bắn một phát thôi thì không biết được rằng là các thành viên phía Team Game Home có sống được hay không. Đây, nhảy vào và Khazik trong tay của mèo ú, anh ta tiếp tục lấy được cái mạng của quân dù, phải nói là cực kỳ nhạy bén. 11-28, vâng, 11-28, đỡ đi. Đây anh nhìn nhá, Zigo không còn cho mình cái phép hỗ trợ là tốc biến. Bây giờ nếu có giao tranh tại khu vực hang Baron, Zigo bị bắt vào, anh ta không thể chạy được. Những cái tình huống cover không còn kịp thời, nếu Wanzhou nằm lại rồi, Subang là không đủ. Người DSP bên phía của Viking Gaming đang ở khu vực trên và nhìn, Baron dành cho nhìn họ, Viking. Nhìn họ ăn Baron giống như họ ăn rồng, ăn thử và ăn rất nhanh luôn. Sát thương cực kỳ khủng. Sát thương thì bây giờ cái đội hình mà chơi hai xạ thủ mà được xanh sớm như này với vị trí của các thành viên phía Team Viking Gaming đó là Cookie, Kai'Sa. Vâng, một đội hình hai xạ thủ xong rồi lại còn xanh sớm, mà đặc biệt là con Cookie sốc sát thương của nó thôi vô đối. Thôi. Bây giờ các bạn nhìn này, bây giờ các thành viên phía Team Game Home ở ra đép ăn một quả big bomb mà mồm thôi là thấy ra vấn đề rồi đấy. Và rồi là có tình huống đang lỗi và bây giờ thì Lightning anh ta bị bắn, Lightning yếu máu, Lightning sẽ bắt được mèo ú bay vào dồn đam Zigo. Ngay lập tức Zigo dừng lại, có tình huống nhảy đập mặt vào tường mà mèo ú sẽ trả giá cho mình bằng cái việc nằm lại tại đây. Có một mạng xích đào dành cho vị trí của quân dù. Vâng, và vừa rồi mèo ú anh ta cũng đã làm rất tốt khi lấy được mạng của Zigo ăn rồi. Khi mà Zigo anh ta tưởng chừng như là mèo ú không đủ sát thương thì ngay lập tức có những con lính được cường hóa bởi cái bùa loại Baron đó bắn chết vị trí của Zigo ăn.
một mạng đổi hai mạng trong tình huống vừa rồi. Viking Gaming họ đang hơi lỗ khi họ đang có được cho mình là cái bùa lợi Baron. Nhưng mà không sao cả. Bây giờ thì Game Home có muốn đẩy lên đi nữa, những cái đợt lính mà được cái bùa lợi Baron này cường hóa lên nó cũng sẽ gây rất là nhiều cái thời gian khó chịu dành cho Game Home. Và lúc này đây, GK cùng với lại Lightning sẽ thủ được cái khu vực đường giữa này, tránh cho cái trụ này bị mất đi và sẽ tạo tiền đề chờ cho mèo ú được sống lại. Vâng, và người duy nhất feed mạng bên phía team Viking Gaming đó là vị trí Thresh với 0516 thôi. Nhưng đây là một vị trí hỗ trợ chấp nhận được và có thêm vị trí Bung Min với 367. Anh ta feed không phải là vì anh ta kém mà là vì cái lối chơi của anh ta hơi ngông thôi. Lên ngay cho mình cái trang bị đầu tiên là một cái vô cực kiếm, và khá là nhiều người trầm trồ với cái vô cực kiếm này. Và những cái pha di chuyển của Bung Min trong trận thi đấu này tôi nhận xét chủ quan đấy là hơi láo. Anh ta di chuyển phải gọi là hơi ngông cuồng trong rừng của đối phương mặc dù không có mắt. Hiện tại Slowzy anh ta đã có cái tên lửa cường hóa rồi, nhưng bây giờ nếu như mà giao tranh anh ta dễ dàng chia cắt đội hình đối phương ra với cái thảm lửa của mình. Và hiện tại GK vẫn đang đi cùng với lại AD của mình đó là Lightning, đang muốn đẩy lên khu vực đường trên và có vẻ như người sắp gặp nguy hiểm đó nữa. Đầu 1996 liệu rằng anh ta có người đi được rừng hay không? Người đi rừng bên phía team Game Home đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà đi đâu lại bị các thành viên phía team Viking Gaming họ lùa đấy. Chắc chắn là đã biết được rồi, khi mà có con mắt cắm ở trong khu vực rừng, đúng rồi, các thành viên phía team Game Home họ sẽ phải bảo vệ cho mình cái nhà lính ở khu đường trên. Các thành viên phía team Viking Gaming thì đang đẩy ra lẻ khá là nhiều với cốt kỳ khu đường giữa và đường dưới, đang để cho một mình Darius di chuyển xuống dây và gây sức ép vào cái trụ nơi mà Kama đang đứng. Một cái rìu đen đang được hướng đã lực lên rồi từ vị trí mèo ú, và tôi thấy có cái kiếm BF có vẻ anh ta đang muốn hướng lên cái giáp thiên thần, và với cái giáp thiên thần này thì nó có giúp cho mèo ú rất nhiều trong cái pha lao vào để kết thúc mạng của Zigo. Trong khi đó thì Zigo anh ta đang rất là bấu víu vào vị trí người đi SP, đó là vị trí của Subang. Anh ta phải bấu víu vào tất cả các thành viên phía team Game Home mà phải rồi. Được bắn anh ta phải được bắn. Bắn bởi vì là không được bắn thì Game Home không moi đâu ra sát thương cả. Một phát bắn của Zigo là quá đau. Vâng, và Viking Gaming họ đang tìm ra cho mình những kế hoạch để có thể hạ sát được vị trí của Zigo One. Hai con xe to. Vâng, hai con xe to này Viking Gaming họ chỉ cần đứng đây thôi là sẽ lấy được cái trụ nhà lính này ở khu vực đường trên phía team Game Home. Một đường dành cho Viking Gaming. Và ở khu vực đường dưới này, Bung Min anh ta phá được trụ bảo vệ nhà lính, nhưng Bung Min cũng đang bị bắt vào rồi. Làm sao có thể chạy được đây khi mà có Kama đằng sau. Câu thời gian để cho các thành viên phía team Viking Gaming đẩy ở khu vực đường giữa này. Bung Min anh ta câu kéo rất tốt và may lập tức là Bung Min cũng sẽ phải nằm xuống rồi. Trong khi đó Koki của những người đồng đội của mình đó là Thresh cùng với Kai'Sa bấu vào trụ ở khu đường giữa. Cái trụ khu đường giữa này sẽ không bị lấy đi khi mà Grip đã chết đến từ vị trí của Viking Gaming rồi. Họ không còn Grip để đẩy được nữa. Vâng, nhưng mà cái những cái tình huống mà câu kéo như vậy và đồng thời lấy đi luôn được một cái nhà lính nữa tại khu vực đường dưới, Bung Min đã làm rất tốt nhiệm vụ và tròn vai của mình. Và mèo ú tạm thời anh ta sẽ lấy được thêm một cái bùa xanh nữa. Lúc này cái lượng tài nguyên bên phía của Game Home đang liên tục bị mất đi, và cái trên là tiền, tôi không muốn nói thế, nó đang gần 10k rồi, đang là 8k tiền. Vâng, gần chạm mốc con số 10k phải gọi là huyền thoại, và đây là cái con số gần như nó ấn định của mọi trận đấu rồi, trừ khi SKT ở đây. SKT là một đội tuyển mà họ có những cái màn lật kèo khi mà bị chênh lệch 10.000 tiền phải gọi là cực kỳ huyền thoại và cảm xúc. Nhưng ở đây đang là một Game Home, họ chỉ đánh xoay quanh vị trí của Zero One mà thôi, thì làm sao để có thể lật kèo trước những con Koki 816, Kha'Zix 1238 và một con Kai'Sa 6112. Đồ của ai cũng nhiều, đồ của ai dồn sát thương cũng đau hết. Dù là Game Home đã cố gắng cấm đi những cái sự lựa chọn bên phía rừng của Viking Gaming, nhưng mà nó là chưa đủ. Vì các bạn đã mất đi quá nhiều những cái sự lựa chọn cho rừng thì các bạn sẽ sổng ra những cái lựa chọn như là AD, và như vậy ta thấy một con Kai'Sa lúc này chỉ số của Kai'Sa là 6112 và trong khi đó Cookie là 816. Vâng. Và xạ thủ bên phía team Viking Gaming cũng không phải đặt nặng cái vấn đề là anh ta cần phải farm bằng thời gian, bởi vì là những người đồng đội khác bên phía team Viking Gaming đã làm quá tốt nhiệm vụ này rồi. Với vị trí Cookie 295 chỉ số lính cùng với vị trí mèo ú có 12 mạng và 8 hỗ trợ, các bạn thể nhìn thấy được đây. Cookie ở phút thứ 33 của trận đấu anh ta đã cầm ra cho mình tới 4 món trang bị lớn rồi, vừa hoàn thành xong cái đao thủy ngân. Cái sức sát thương và cái việc mà Cookie anh ta tự tin hơn trong combat là rất nhiều khi có thể thanh tẩy được đi những cái hiệu ứng khống chế từ đối phương. Vâng, và giáp thiên thần nó cũng đã có trên người của mèo ú, và bây giờ nó sẽ là ác mộng. Bung Min một lần nữa anh ta bị bắt vào, nhưng bây giờ cái việc anh ta có nằm xuống đi nữa không quan trọng, anh ta chỉ việc mở giao tranh mà thôi. Anh ta đang muốn ép vào cái việc càng lướt của Bung Min nó sẽ là rất nhiều khi mà anh ta dễ dàng lao ở trong với cái tay biến lớn của mình. Vâng, mèo ú anh ta có giáp thiên thần và anh ta khuấy đảo khu vực đường dưới. Các thành viên phía team Game Home họ đang bế tắc rồi. Viking Gaming họ chơi rất
chắc luôn, không có những pha thi đấu láo giai đoạn cuối game này. Lightning anh ta lấy được mạng của Zigo One, nguồn sát thương duy nhất về phía team Vietnam đã phải nằm xuống rồi, thì sức sát thương lấy đâu ra trong combat tổng nữa bây giờ. Các thành viên về phía team Viking Gaming họ đẩy vào, nhưng game home lấy được cho mình là hai người về team Viking Gaming và mất đi vị trí Zigo One, và đổi lại thì game home không còn nhà nữa rồi. Mất đi cho mình là toàn bộ ba đường. Viking Gaming họ sẽ chỉ cần ăn cho mình con Baron, không, họ vẫn còn cho mình cái nhà lính ở khu đường giữa khi mà vừa rồi chưa kịp lấy đi hai đường, cũng là quá nhiều lợi thế cho Viking Gaming để lấy được con Baron. Bây giờ thì cái lượng lính nó liên tục đẩy vào, cái việc mạng Baron của phía Viking Gaming chỉ là một sớm một chiều mà thôi, họ sẽ ăn một cách dễ dàng. Bây giờ thì bên game hôm không thể bỏ nhà mà đi được, và bỏ nhà phát là mất ba đường luôn, bỏ nhà là toang ngay. Và nó sẽ là rất khó để dành cho bên phía của Game Home. Và tôi đang cảm thấy rằng mèo ú anh ta thi đấu một cách rất là ung dung. Cái việc anh ta thi đấu cứ như đang chơi ở nhà vậy. Vâng, anh ta không khác gì chơi một trận đấu đánh rank bình thường, đánh xếp hạng bình thường. Và nói không quá là một trận đấu normal. Vâng, 12 mạng trong tay con Kha'Zix như này. Và cái thời điểm cuối game này rồi, mặc dù Katlin anh ta được bảo kê khá là nhiều, nhưng cũng không thể nào bắn nổi. Vâng, và tôi cảm thấy rằng liệu rằng bên phía Game Home có lăn được quả cầu tuyết này lại không? Tôi nghĩ cái hope của họ đang còn rất thấp, có lẽ còn khoảng 10% nếu như lúc này họ phải lấy được một con Baron. Nhưng con Baron này chắc chắn nó sẽ kéo đi cái lượng máu cực kỳ nhanh mà thôi. Cái lượng sát thương bên phía của Viking Gaming nó đang là quá lớn. Lượng trang bị trên người của Viking Gaming từ vị trí SP thôi nó đã nhiều như thế rồi, thì nói gì đến các người trên lane chính. Vâng, các bạn thấy được rằng là bây giờ Viking Gaming họ đang muốn set up một tình huống ăn Baron ở đây. Thì vị trí của DLT anh ta bị bắt vào, DLT chưa phải nằm xuống cả. Và bây giờ Hecarim sử dụng cho mình bóng ma kỵ sĩ lao vào. Game Home nào được bắn, và bây giờ Lightning sẽ phải nằm xuống mà thôi. Lightning sử dụng cho mình là bản năng sát thủ, anh ta thoát đi được. Nhưng không, bạch phát bạch trùng đến từ vị trí Zero One. Và bây giờ sẽ là lật kèo hay không đây? Và các thành viên phía team Game Home họ lấy được cho mình là 4 người. Mèo ú lấy được mạng Morgana, anh ta nhảy thoát đi. Mèo ú vẫn đang là một điểm sáng đến từ Viking Gaming. Game Home lấy được 4 người, trong khi đó họ sẽ đồng nghĩa với việc bảo vệ thành công con Baron này, quay trở lại đép nhà Zigo One rất cẩn thận. Game Home họ có cửa để lật kèo. Bây giờ tôi tin là Game Home họ vẫn đang có cửa để lật kèo trong pha thi đấu vừa rồi. Viking Gaming tỏ ra hơi nóng vội. Vâng, mà mèo ú anh ta còn sống cho nên là con Baron này không dành cho Game Home được. Mèo ú với những tình huống lao lên của mình lấy ngay đi, đó là mạng của anh Quân Du và cùng với đó là mạng của Suban. Thì ngay lập tức Game Home bắt buộc phải lùi về vì hai thành viên còn lại đã yếu máu nữa, dòng 996 cùng với lại vị trí của NLT. Mèo ú vẫn đang là cái gì đó cực kỳ khó chịu bên phía đội hình của Viking. Vâng, hãy nhìn những cú ping vào khu vực hang Baron và những số lượng mắt bên phía team Game Home họ cắm ở xung quanh đây. Rất nhiều mắt được cắm xung quanh hang Baron, và bây giờ ba cái nhà lính của Game Home đã hồi rồi. Viking Gaming họ cần phải chơi chắc hơn một chút nữa. Nếu như cứ có những pha thi đấu như vừa rồi nó lặp lại khoảng tầm thêm một lần nữa thôi, thì Game Home sẽ trừng phạt Viking Gaming bằng những cái sai lầm của họ. Đây là phút thứ 36, nếu như dừng lại tôi nhớ không lầm là khoảng chừng hơn một phút để có thể hồi sinh được, và một phút đó là quá nhiều. Có dịch chuyển được trả ra, và ngay lúc này đây dịch chuyển từ vị trí của nền đầu 996, không có bóng ma kỵ sĩ tại điểm này. Xích đầu thành công từ vị trí của JK nhưng thoát đi được với võ ngựa của mình, nhưng vẫn đang muốn truy đuổi. Mèo ú đang đẩy lên, có W thành công và một cú gạch nhưng nó không gây được quá nhiều sát thương, vẫn đang truy đuổi rất sát từ vị trí của mèo ú. Đợt lính này cản chân anh ta. Vâng, và con Baron này một lần nữa nó lại thuộc về vị trí của các thành viên phía team Viking Gaming. Đây sẽ tiếp tục là sức ép dành cho Game Home. Mặc dù họ đang cố gắng nỗ lực hơn rất là nhiều, nhưng rõ ràng cái việc thua thiệt quá nhiều về tiền cũng như trong giai đoạn đi đường bây giờ nó đang trở thành một cái lợi thế mà Viking Gaming tận dụng vô cùng tốt. Vâng, và bên phía của Game Home tôi thấy rằng là Karma, ban đầu tôi nói rằng Karma không gây được sức sống sát thương, nhưng đây là phút thứ 37 anh ta có cho mình mũ phù thủy Rabadon cùng với đó là cái lập vòng âm Luden nữa. Những cái tình huống mà cường hóa cái quy lên nó sẽ rất đau, nhưng bây giờ đó là con rồng ngàn tuổi. Mèo ú nhảy đi, con rồng này vẫn đang được giữ máu lại. Và Game Home họ đang muốn can thiệp vào con rồng nghìn tuổi này. Bây giờ vị trí của mèo ú tôi đang nhìn thấy đó là Hecarim, anh ta chưa hồi cho mình là chiêu cuối, chưa có bóng ma kỵ sĩ mở con ba làm sao đây. NSN lao vào, anh ta gặp nguy hiểm rồi, không có bóng ma kỵ sĩ thì đó sẽ là khó. Bây giờ vị trí Subang nằm xuống, có bản năng sát thủ được kích hoạt, nhưng mà vị trí của Zigo One bắn quá đau, nhưng mèo ú cùng với Koki vẫn là một cái nguồn sát thương của bên phía Game Home. Và bây giờ lại liệu ra có Pentakill hay không? Không có Pentakill, họ chỉ chủ động lùi về ăn cho mình con rồng ngàn tuổi này.
xin một chút nữa thôi, nếu như mà Slowzy anh ta có cái khả năng bay lên, anh ta có thể có tiền đề lấy được cho mình Pentakill, nhưng Quarakill đã là quá đủ dành cho Slowzy. Vâng, trong khi Game Home chỉ có một người gánh tạ thì bên phía team Viking Gaming có tới 2 tới 3 người gánh tạ cơ. Mèo Ú và Cookie, nhìn cái cách Cookie bắn kìa, hai bắn phải chết một người, cứ hai bắn cùng với quả Big Bomb chết một người như thế này thì đỡ làm sao được đẩy. Và tiếp tục sẽ là ba đường dành cho Viking Gaming hay không khi họ có được cho mình Baron và họ có thêm cho mình làm con rồng nghìn tuổi nữa. Vâng, và tất cả các đường lính đang liên tục được bào đi, đó là hai đường, đường trên và đường giữa đã mất đi trụ bảo vệ nhà, à không, đã mất đi cái nhà lính của mình rồi. Và bây giờ nó sẽ những cái động thái mà sẽ lui về để bổ sung cho mình những lượng trang bị cuối cùng để có thể tạo tiền đề kết thúc game đấu này từ phía của Viking Gaming. Vâng, và Viking Gaming họ chơi cẩn thận hơn rồi, trong những pha thi đấu vừa rồi có hơi một chút choạch choạc, nhưng cái pha combat tổng vừa rồi Viking Gaming họ can thiệp vào, nhưng Game Home họ cũng muốn đánh khá là sớm. Chúng ta thể nhìn thấy được rằng là Hecarim không có cho mình cái chiêu cuối bóng ma kỵ sĩ, cái việc anh ta can thiệp vào trong combat dường như là không có mấy, không có ăn tin. Các bạn đẩy một con Hecarim này vào giữa vòng vây của đối phương không khác gì tự sát, khi mà Koki anh ta chỉ bắn, tôi đếm không quá 3 phát thôi, 3 phát bắn thường cùng với một quả bom bình thường thôi là vị trí của Hecarim dễ dàng phải nằm xuống. Anh ta mỏng như một tờ giấy vậy. Cookie full đồ rồi, Cookie có cho mình một cái cung xanh và bên cạnh đó còn có được cho mình đại bác liên thanh vô cực kèm một cái đao thủy ngân với lại một cái tam hợp thế này thì làm sao mà ai chịu nổi đây. Vâng, và để đánh giá hai người đi khu đường dưới thì Zio1 rõ ràng là nhỉnh hơn. Khi mà đội hình của anh ta gặp vô số những cái khó khăn thì anh ta vẫn farm bằng thời gian, và bây giờ là thua thời gian 4 phút rồi, nhưng mà trước đó tôi đang muốn nói trước đó là vị trí Zero One anh ta farm bằng thời gian và anh ta chọn vị trí bắn rất tốt. Trong khi đó Lightning là người đi khu vực đường dưới của bên phía team Viking thì lại tỏ ra là không tốt hơn, khi mặc dù đội mình có rất là nhiều cái lợi thế thì Lightning ở đây anh ta đang không bằng với vị trí Zero One, nhưng còn lại là vị trí Koki và Mèo ơi, quá đau. Cái vị trí bắn của Slowzy hai bắn thường, 1 đến 2 bắn thường, 50% máu của vị trí Hecarim luôn. Không biết nói thế nào nữa. Phát bắn thôi là bắn tới đầu tê tái lên đó, anh ta phá luôn cái trụ nhà lính này thì đây cũng người không ta ai gọi là được anh ta. Thơm ngon đến giọt cuối cùng đây. Ui dồi ôi, bắn Su-ba một cái được. Ui dồi ôi. Đi về. Đi về. Tầm này chơi cái gì nữa. Không chịu nổi. Một cái con Cookie nó kinh khủng đến như này, phun đồ rồi và cho mình thêm những cái bình thuốc tăng lực nữa, và uống thêm cả doping bò húc các kiểu đây, bắn con nhà người ta. Hai bắn thường thôi. Hecarim có giáp nhá, Hecarim có cho mình cái giáp gai nhá. Hecarim có rất là nhiều giáp ở đây cùng với một cái tim băng nữa, nhưng mà Cookie bắn thường hai cái thôi. Cookie bắn bằng chiêu cuối vào người Hecarim thì cái giáp gai này nó cũng không gây ra quá nhiều hiệu quả, và đó là cái lựa chọn thành công bên phía của Slowzy. Và tôi cảm thấy rằng với ba cái trụ nhà lính đã mất đi như thế này thì cứ mỗi một đường sẽ có hai con lính siêu cấp. Đây là game thủ cửa dành cho Game Home, họ không để nào bước ra khỏi khu vực nhà nữa, cho nên tôi chắc chắn rằng bây giờ có rồng hay Baron thì nó cũng sẽ là không còn ăn được đến từ vị trí của Game Home. Vâng, chúng ta để nhìn thấy được rằng là ở đây Viking Gaming họ chơi khá là chắc bài, cứ câu kéo thôi. Vị trí của Mèo Ú có tới cho mình là 242 chỉ số lính, một con Kha'Zix đi rừng 242 chỉ số lính cùng với 14 mạng và 10 điểm hỗ trợ như thế này quá là khó cho phía team Game Home. Và các thành viên bên phía team Viking Gaming họ có quá nhiều cái sức sát thương để thể dồn vào bên phía team Game Home. Vâng, mà nhưng mà cái vị trí bắn rất là đau từ Zigo, cho nên những cái đợt lính này tương đối là Zigo có thể đép được. Tôi thấy có một tình huống bắn mà là gần lên tới 1000 máu từ vị trí của Zigo. Đấy là những phát chí mạng. Đúng, những phát chí mạng rất anh ta có được cho mình những cái trang bị chí mạng như dao điện này, đại bác liên thanh cùng với vô cực kiếm ở đây bắn thì nó cũng khá là chí trá. Và bây giờ thậm chí là bán cho mình cái giày luôn, bán giày để lên ma vũ song kiếm. Ngày trước thì tôi nhớ cái thời quen mồm để nói PUBG, thời mà Liên Minh Huyền Thoại thời đầu có một cái là phong kiếm AD. Ngày trước họ hay thường bán cho mình cái giày ở giai đoạn cuối game và lên cho mình cái phong kiếm, nhưng mà bây giờ cái phong kiếm ấy đã được bỏ đi từ khá là lâu rồi, thì thay vào đây vị trí của Zigo One anh đang muốn lên thêm cho mình một cái ma vũ song kiếm. Nhưng bù lại Zero One không có tốc độ di chuyển, anh ta sẽ khá là khó trong những tình huống chọn vị trí của mình. Vâng, bây giờ con Baron đang được nhắm tới, tôi thấy có những cú ping thẳng vào vị trí của Baron bên phía đội hình của Viking Gaming. 16.000 máu con Baron lúc này so với đội hình của Viking Gaming nó là cực kỳ mỏng.
vẫn còn ăn được rất là nhanh với cái sốc sát thương của Kai'Sa, cùng với đó là một con Cookie và một con Khazik nó đang quá xanh đây này. Anh em nhìn lượng máu chỉ mới hai người thôi. Ôi. Amaron này, anh em nhìn cái cách mà bên phía team Viking Gaming họ Amaron thôi. Như tôi nói rồi, đau lắm anh. Đó là ba con Baron dành cho Viking Gaming trong game đấu này rồi, nhưng mà họ vẫn chưa kết thúc được trận đấu ở phút thứ 43 này. Và họ đang vờn. Vâng, họ đang vờn bên phía team Game Home, nhưng cứ vờn như này thì không biết là mèo nào cắm mỉu nào đâu nhá. Nếu như mà một tình huống Viking Gaming họ sai lầm, họ thua combat thôi, Game Home có thể trừng phạt được cái sai lầm này. Và chúng ta thể nhìn thấy được rằng là ở đây các thành viên bên phía team Game Home họ đang co cụm một cụm trong nhà và đứng trước cái thềm hai trụ bảo vệ nhà chính. Họ đang phải bảo vệ hai cái trụ cuối cùng này khi mà cái nhà lính ở khu vực đường giữa nó đã được hồi lại rồi. Họ đang đỡ những cái áp lực hơn. Nhưng Slowzy, anh ta không cảm thấy điều đó, anh ta vẫn đang muốn đẩy vào. Quá nhiều lính siêu cấp đang được đẩy lên. Mèo Ú bây giờ anh ta sẵn sàng trao đổi chiêu thức cùng với NN1996. Chưa bao giờ Mèo Ú sợ cả. Ui, bắn hai cái con chăn đồ. Bây giờ Mèo Ú không dám ăn nhầm, đó là vị trí NSN không dám khều Mèo Ú cơ. Các bạn nhìn con Cookie này, bây giờ nó có phải gọi là xưng bá thiên hạ một phương không? Nó cứ đứng lên nó bắn thôi, không ai dám động vào người nó cả. Thậm chí là vị trí của Catlin đứng lên đây gặp con Cookie nó bắn hai phát thì chắc là cũng ngất thôi. Và ngay lập tức là tôi nhìn thấy có thêm một món trang bị bám ma vũ song kiếm để lên cho mình một cái phong thần kiếm, bổ sung thêm cái tốc độ di chuyển. Nếu như anh ta bắn trúng đối phương và bắn được đối phương thì khi tích đủ cái điểm cho mình thì cũng khá là ok để tăng cái khả năng di chuyển. Slowzy, những cái tình huống anh ta bắn vào trụ nó đang quá đầu và bây giờ cái game đấu này nó chuẩn bị được kết thúc rồi. Bụng mình lao vào bên trong, có khổng lồ hóa, có rất nhiều thứ đang được dồn lên vị trí của bụng mình. Anh ta quá trâu trong những tình huống này, anh ta lao lên, anh ta càng lướt và như vậy chắc chắn lên đầu 996 có thể sẽ phải dừng lại. Anh ta đã dừng lại rồi, chỉ còn ba thành viên mà thôi. NLT bay lên, có lưỡi hai xoáy thành công bay vào bên trong, Lightning tận vực cánh sau, anh ta bắn một cách thoải mái và game đấu này chiến thắng sẽ dành cho Viking Gaming. Vâng, và đó là pha triple kill dành cho con Kai'Sa. Và Darius anh ta quẩy khu vực bên trong thì Mèo Ú cùng với các thành viên của mình bên ngoài tha hồ mà xả sát thương. Rồi nhìn cái cách mà con Kai'Sa cũng như Cookie nó bắn không ai chạm được vào người của nó. Các bạn đã nhìn thấy được rằng là Game Home bất lực như thế nào. Tôi nghĩ là cái việc mà Game Home cấm đi quá nhiều vào khu vực rừng khiến cho cái khu vực mid lane cũng như là khu vực đường dưới của bên phía team Game Home ở đây họ đang phải gánh quá là nhiều. Vâng. Họ phải gánh quá là nhiều. Các bạn cấm vào tới 4 sự lựa chọn rừng của đối phương thì mid các bạn bỏ dở này, top các bạn bỏ dở, và khu vực đường dưới các bạn cũng bỏ ra những cái con tướng mà bên phía team Viking Gaming có thể sử dụng được. Và điển hình là pha thi đấu trong cái trận thi đấu đầu tiên này, Viking Gaming họ đã cam chết vị trí ở NSN với một con Hecarim không có tốc biến, chỉ cầm cho mình cái dịch chuyển thiêu đốt đúng bài ở khu vực đường top. Mèo Ú anh ta biết được rằng là con Hecarim này không có tốc biến, ganh khá là dễ thôi. Và một cái game đấu mà chúng ta để nhìn thấy được rằng là dấu ấn đậm nhất nó vẫn thuộc về Mèo Ú, và sau đó là vị trí của Lightning với con Cookie, cái sức sát thương là quá cao. 1-0 dành cho Viking Gaming. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong vòng 10 phút trước khi bước vào trận thi đấu thứ hai. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho Divine TV.
Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Divine TV và chúng ta sẽ chuẩn bị có trận thi đấu thứ hai của cặp đấu giữa Viking Gaming và Game Home. Trong trận thi đấu đầu tiên, Mèo Ú anh ta để lại một điểm sáng phải gọi là cực kỳ sáng cho đội hình của Viking Gaming. Anh ta tạo ra toàn bộ những cái lợi thế khiến cho phía team Game Home gặp bế tắc ở khu đường trên này. Và liệu trong round thi đấu thứ hai, Game Home có dành toàn bộ 4 cái việc cấm của mình cũng như là toàn bộ 5 cái việc cấm của mình vào khu vực đường rừng của Mèo Ú hay không đây? Và ngay lập tức Lee Sin đã được cấm đi rồi và tôi tin chắc là trong những pha cấm chọn của mình, Game Home sẽ để mắt tới thêm một sự lựa chọn, đó là Kha'Zix. Vâng, và bây giờ tôi nghĩ có khi nào nó sẽ là 5 lựa chọn cấm vào vị trí rừng của mình. Và ngay lập tức Viking Gaming đáp trả một con Kama. Bây giờ các bạn muốn đánh Kama đường giữa không? Tôi cấm Kama đường giữa luôn và ngay lập tức Kha'Zix cũng đã được cấm đi. Tôi đang nghi ngờ vào việc là Game Home muốn cấm 5 sự lựa chọn này vào toàn bộ khu vực đường rừng của bên phía team Viking Gaming khi Mèo Ú vẫn đang làm một cái gì đó quá là lớn khi mà anh ta ngày trước thi đấu chuyên nghiệp tại Hà Nội Fest, ASUS Fest và sau đó vô địch luôn cho mình cái chức ở mùa hè năm 2016 hay là 16 thì phải, ở giải DCSA, ngày đấy còn là tên là giải DCSA. Vâng, và Javan bên phía của Game Home đã nộp 96 pick rất nhanh. Nhưng mà tôi lưu ý với tất cả các bạn là nếu muốn cấm 5 sự lựa chọn rừng thì nó cũng hơi sai. Khi mà cấm 3 lựa chọn đầu thì chúng ta sẽ được pick đúng không? Thôi thì ngay lập tức là tôi cấm 3 rừng xong tôi pick lấy 1 rừng thì coi như là cấm 4 rồi đấy, cấm đúng 4. Không? Bây giờ em cấm 3 rừng xong rồi sự lựa chọn đầu tiên em pick luôn 1 rừng thì khác gì cái việc là em cấm 4 rừng đâu. Và bây giờ bên phía team Viking Gaming muốn pick cho mình là một con Lucian và bây giờ Lucian sẽ được khóa vào thôi. Một sự lựa chọn mà trong giai đoạn gần đây nó vẫn đang rất khỏe. Cấm làm sao hết được cái bể tướng của Mèo Ú, những con tướng rất là tới đền kìa. Đúng rồi, đây đều là những con tướng đi rừng ăn thịt. Vâng. vị trí của Su Bang cay quá. Kiểu bất lực kiểu không biết cấm con gì nữa. Em thực sự là em sợ rồi, em không biết cấm con gì nữa. Su Bang vừa rồi chỉ có ngậm ngùi thôi. Trêu nhá. Tôi pick Rengar đấy, các ông cứ liệu hồn mà pick Rengar đi. Không ngon thì pick đi, bởi vì là bên này sẽ bên phía team Viking sẽ còn một sự lựa chọn pick nữa trước khi đến với lượt cấm thứ hai. Jack. Cái bài này là cái bài mà Game Home quen quá. Game Home đã từng chơi với Redmi 5 Stardust, họ cấm 5 rừng, họ pick Javan và họ pick Jack. Vâng, còn bên phía team Viking Gaming, Mèo Ú tôi phải tin chắc là cái bể tướng đi rừng của anh ta phải gọi là nhiều nhất nhì cái Việt Nam này. Vâng, và Kai'Sa cũng đang được pick bên phía đội hình của Game Home, một Quân Du đã chọn nhanh cho mình cái vị tướng AD đang ở trong meta này. Và trong khi đó, lựa chọn tiếp theo từ phía của Viking Wise Logi liệu có pick vị trí rừng hay Viking không? Gaming thôi, họ đã không còn là Viking Wise nữa rồi. Vâng, đội tuyển PUBG của Viking bây giờ không còn Wise, không còn Black nữa mà họ đang đổi tên là Viking Gaming và thậm chí là không thèm pick rừng luôn. Tôi cho các ông cấm nốt hai sự lựa chọn tiếp theo đấy, xong tôi mới pick rừng. Chơi rất ngông luôn và có một con Silas trong tay của Slowzy. Đây là một cái vị tướng mà trong giai đoạn này tôi thấy được rằng là ở các giải đấu họ hay thường cầm đi khu vực đường trên. Vâng, và nó rất mạnh nha. Silas dạo gần khu vực này nó rất mạnh với khả năng mà trộm chiêu cuối của mình nữa. Cái việc mà giao tranh khi mà cầm con Silas này nó sẽ cực kỳ muôn màu và vạn trạng luôn. Không biết được khi nào nó chợ mai đâu. Mèo Ú kiểu lườm sang Bung Min này. Mày làm thế nào làm nhá, tí nữa nó mà cấm hết 5 con đi rừng của tao thì liệu hồn. Ở đây là vị trí của bên phía team Game Home có cấm thêm con rừng tiếp theo hay không khi mà bên phía team Viking Gaming vẫn chưa pick rừng. Có lẽ như Viking Gaming họ không pick rừng để cho hai cái việc cấm tiếp theo bên phía team Game Home sẽ nhằm vào rừng và bây giờ cấm đi cho mình là con Darius. Nhưng đây khá khó hiểu. Tôi nghĩ là con Silas này sẽ là con Silas đi top này. Silas đi mid thì không chắc nhưng mà con Silas dạo này đi top khá là khỏe luôn. Rất là khỏe. Vâng, và cấm đi Darius. Với việc mà Silas ở đây vị trí ở Slowzy đang thay cho mình là một phép thiêu đốt tốc biến thì không biết là Slowzy muốn cầm con Silas này đi mid hay không. Vâng, và với cái kỹ năng thứ hai đó là đồ vương của Silas, nó sẽ hồi lọc lượng máu khá đáng kể theo phần trăm, cho nên là nếu mà Silas đi top nó sẽ có những tình huống giao tranh tốt hơn, giao tranh tốt hơn và đánh theo kiểu là câu kéo. Đúng rồi, và ra vào nhấp nhả nhiều hơn. Và bây giờ ban đi cho mình là một con Manzaha cùng với Galio. Bên phía bên này Game Home tiếp tục sẽ cấm vào khu vực đi rừng hay không? Hay sẽ là khu vực đường giữa và đường trên của đối phương? Khi ở đây con Silas này nó vẫn đang ẩn chứa rất là nhiều điều. Và như vậy sẽ tiếp tục cấm vào con Renekton. Họ cấm đi 3 rừng và 2 top của đối phương. Pick luôn cho mình là 2 rừng luôn. Pick Javan và Jack. Đây là hai con tướng có thể đi rừng được. Và Javan sẽ là người đi top. Tôi thấy vẫn còn sống ra đó là Ragaz, vẫn còn Ragaz để cho vị trí của Mèo Ú nhé. Vẫn còn Ragaz. Rất là nhiều đấy. Vâng, cái bể tướng của Mèo Ú như tôi đã nói thì anh ta vẫn còn đó là Rengar trong tay của Mèo Ú này.
Và ngày trước tôi ấn tượng với mèo U nhất là anh ta sử dụng cho mình con bài Alice. Ngày trước Alice khá là khỏe, nhưng mà dạo gần đây thì Alice đã yếu đi rồi và không còn nằm trong meta nữa. Những cái con đi rừng ăn thịt vẫn còn đó, như là Rengar tôi kể đến rồi, Nidalee. Nidalee nếu chơi theo kiểu nghệ sĩ và theo kiểu biểu diễn thì là khá là hợp cho mèo U luôn. Một con Nidalee các bạn sẽ có rất là nhiều đất để thể biểu diễn được. Nhưng với cái đội hình mà khá là nhiều khống chế cứng như này, cũng như là cái sức trâu chó của đối phương, thì Nidalee cũng là một sự lựa chọn mà tôi nghĩ là đáng phải lưu ý. Ngày xưa mà những thách đấu thì thường xuyên có bồi 100, mà bây giờ là Nidalee. Và bây giờ chúng ta có đó là Alistar. Bảo kê này, bảo kê tối đa, Zavan bảo kê rắc. Và như vậy là Hecarim, đây sẽ là con Hecarim đi rừng dành cho vị trí của mèo ú. Và đã xong rồi, các bạn thể nhìn thấy được rằng là Nautilus sẽ là người đi top, trong khi đó Sylas sẽ là vị tướng đi mid, và cặp đôi đường dưới là Lucian cùng với Thresh. Còn ở phía bên này, Kai'Sa và Alistar sẽ là hai vị tướng đi khu đường dưới bên phía Team Game Home. Vega đi mid, Zavan cùng với Jack. Con Vega này theo tôi nhận xét thì nó sẽ là một con Vega, nếu như đúng theo phong cách của Game Home chơi thì họ sẽ chơi bảo kê AD. Họ sẽ đặt lồng bảo kê AD, kiểu bây giờ chúng mày bơi hết vào đây và AD tao tao đặt lồng cho không thể chạy ra được. Giống như game đấu vừa rồi thì bên phía của Viking Gaming họ có là Kha'Zix trong tay của mèo U lao vào rất là nhiều, lao vào mà không có bất kỳ để chống chế được. Thì với cái lồng của Omega này nó sẽ hạn chế được những cái tình huống lao lên bên phía của Viking Gaming. Và trong khi đó Kai'Sa, một trong vị tướng có khả năng cơ động tốt, một mặc dù là AD thôi nhưng cái việc lao lên của Kai'Sa là có, kèm theo đó là Alistar rất là trâu bò trong cái tình huống cover của nó. Nói chung là ở đây chúng ta có một con Jack nó tăng giáp này. Đúng rồi. Con Jack đã tăng giáp rồi, quay tay này chống đam. Cùng với con Alistar ở đây bật cho mình là cái chiêu cuối lên, nó tanh cũng rất là cứng ở hàng trên. Ở phía sau chúng ta đã có là vị trí của Vega và Kai'Sa. Một người thì đặt lồng để bảo vệ Kai'Sa. Kai'Sa ở đây tôi nghĩ là có khá là nhiều đất diễn, có tới hai cái lồng bên phía Team Game Home, là một cái đại địa chấn cùng với đó một cái lồng ở bên phía team của con Vega nữa, hai cái lồng. Và Game Home họ vẫn không muốn từ bỏ cái ý định đó là đánh xoay quanh khu vực đường dưới, bởi vì Zigo là người có điểm nhấn sáng nhất trong đội hình của mình rồi. Vâng, và với việc đó là Hecarim găng đường đơn hay là mở giao tranh cùng với cái chiêu cuối mình bóng mặt kỵ sĩ nó vẫn rất là tốt. Thật sự thì chỉ cần bóng mặt kỵ sĩ lao thẳng vào đội hình đối phương thôi. Và bên phía team Viking Gaming họ cũng có những cái câu trả lời đáp lại những cái lồng bên phía team Game Home. Đó là thủy lôi tầm nhiệt. Cái thủy lôi tầm nhiệt của con Nautilus này nó bích thẳng vào đầu luôn, xác định. Nghĩa là bây giờ cần chỉ thẳng vào đầu của con Kai'Sa kia thôi là nó sẽ tìm đến con Kai'Sa và sẽ dễ dàng hơn cho phía team Viking Gaming tìm đến cái mục tiêu đó là xạ thủ bên phía đối phương. Và đây cũng là những cái sự lựa chọn mà theo tôi nghĩ họ khá là tôn trọng xạ thủ bên phía đối phương. Thanh trừng tay của Zigo, thanh trừng từ phía của Lucian vẫn có thể bắn từ xa. Nếu như bạn đặt lòng tôi sẽ xài nước xa thanh trừng thẳng vào luôn, không cần phải lao lên quá nhanh. Và trong khi đó thì Thresh cũng có lồng ở đây, lồng của Thresh cũng gây ra rất nhiều khó chịu.
Vô. Em chào. Vâng, và như vậy chúng ta đã quay lại với game đấu thứ hai của Divide BCSZ. Và bây giờ đó là những cái tình huống mà đẩy người ra bên ngoài để có thể kiểm soát được cái người đi rừng bên đối phương. Vâng, Viking họ tập trung cả 5 người khu vực đường dưới và đã có va chạm rồi. Một cú bẻ cong không gian đến từ vị trí của Quân Dù. Khoe cho mình là những cái icon đến từ vị trí của Slow G này. Chúng ta có thể thấy được rằng là nếu như phía team Game Home họ có tới 2 cái lồng đến từ một cái đại địa chấn và một cái bẻ cong không gian, thì bên phía team Viking Gaming họ có tới 2 cú kéo một cái án tử cùng với một cái cú thủy một cái cú mỏ neo, móc mỏ neo đến từ vị trí của Bung Min. Vâng, vâng, hai cú kéo của Viking đổi lại với hai cái lồng của Game Home, liệu là kéo thắng hay là lồng thắng đấy? Em nghĩ là bên nào thắng? Em nghĩ là lồng. Anh nghĩ là trận này Game Home sẽ thắng. Với pick đội hình như này, anh nghĩ là Game Home sẽ thắng đây. Họ lần này họ bảo kê AD không phải gọi là tận răng nữa mà là tận nơi luôn. Tận giường ngủ luôn, đúng không? Đút đến tận mồm luôn mà AD mà còn không gánh được kèo nữa thì thôi, AD bên phía team Game Home thua vậy. Game đấu vừa rồi họ cũng biết những cái vị trí mà hỗ trợ cho AD, nhưng mà thiếu đam. Nó mỏng quá. Mỏng và nó hơi thiếu đam ở đây. Đang có bị đánh vào đến từ vị trí Bung Min. Vâng, còn Jack này anh ta đã muốn đấm vào vị trí Bung Min rất nhiều, nhưng Nautilus cũng là một vị tướng chống chịu khá là trâu của đòn trên ấy. Và lượng đam của nó gây ra cũng không phải là ít. Jack cầm chinh phục cơ. Đây là con Jack cầm chinh phục. Vâng, và Japan của bên phía Game Home cũng cầm cho mình đó là nhánh chinh phục. Nhưng mà hiện tại anh ta đang khởi động ngay lập tức cho mình. Sau khi con bùa đỏ thì anh ta hướng qua con bùa xanh rất là nhanh chóng. Cái khả năng đi rừng của Japan nó vẫn nhanh hơn mèo ú rất là nhiều với cái nội tài của mình. Và cộng đến đó là cái hoang kỳ Dimasia. Vâng, khi các bạn cắm cờ xuống các bạn sẽ có thêm tốc độ đánh cùng với cái nội tại của Japan. Khi sát thương đầu tiên vào quái cũng như là tướng địch nó sẽ được cộng thêm. Và bây giờ Javan quyết định di chuyển ra rừng đối phương hay sẽ có một pha combo lên trên. Và như vậy là combo lên trên rồi, muốn cướp rừng của mèo ú. Và NeoT bây giờ không ngần ngại gì, mèo ú anh ta đứng trên mắt của đối phương và sẽ vào đây cướp rừng. Có Silas di chuyển vào và bây giờ cướp rừng thành công của mèo ú. Đây là lần đầu tiên trong giải đấu tôi nhìn thấy có một người vào cướp rừng của mèo ú nhưng anh ta đã bị đánh vào. Ở đây vị trí NeoT yếu máu, anh ta dính tiêu đốt, anh ta sẽ phải tắt đi thôi. Liệu có mạng cho Slowzy hay không? Cướp làm sao được của thần rừng Slowzy, lấy được cho mình hai bùa. Bây giờ Quân Du sẽ phải nằm xuống mà thôi. Một pha mà ở đây các thành viên bên phía team Game Home mất cả chì lẫn chài. Họ mất đi cho mình đó là hai mạng mà còn thêm đó là hai bùa dành cho người đi đường giữa. Bên phía của Viking Gaming, Slowzy bây giờ anh ta đẩy nhanh lính vào bên trong, cạo thêm một cái cách biệt về khoảng cách nữa, nhưng có dịch chuyển ra từ vị trí của Quân Du. Vâng, và như vậy con Vega này cầm cho mình cái dịch chuyển và anh ta sẽ giữ lại được cho mình chỉ số đánh thôi. Vâng, và mèo ú rất cục. À, cướp red của tao đúng không? Cướp red của tao, tao trả lại cho mèo một bãi sói. Và ngay lập tức là hai cái bùa bên phía team Game Home cũng không cầm được về. Họ sẽ phải trả lại cho vị trí của Slowzy ở khu đường giữa mà thôi. Các bạn thể thấy được rằng là ở đây một pha mà NLT anh ta hơi dướn, anh ta cướp được xong anh ta nên về. Khi mà biết được rằng là Quân Du anh ta đã báo là có rừng, có mid của đối phương di chuyển vào rồi. Con Silas này nó có rất là nhiều những cái chiêu có thể bấu víu vào người của các bạn. Và bây giờ đạp chậm rất là nhiều, khó rồi. Cộng đêm đó là Slowzy anh ta đánh trấu chân nữa, anh ta đánh chôn chân xuống đất thì làm sao mà chả đóng nổi đây. Đó là vị trí của Bung Min đánh chôn chân thì đúng hơn. Anh ta có được cho mình là cái nội tại của Nautilus. Vâng, và ở bộ đôi đường dưới thì tôi vẫn không có quá nhiều ngạc nhiên khi tôi cảm thấy rằng Zigo anh ta vẫn xử lý rất tốt với những cái đợt lính bị đẩy vào bên trong của mình. Vâng, và phải nói là vừa rồi Game Home họ hơi tham quá về cái mặt di chuyển của rồi. Nếu như Savan vừa rồi anh ta di chuyển ngược lại cái đường mà anh ta vào và phi xuống dưới cái hang sứ giả khe nứt và Baron để anh tốc biến lại thì tôi nghĩ là Nautilus cũng không dám đuổi nữa đâu. Nautilus anh ta đuổi anh ta cũng không giải quyết được việc gì cả. Và thậm chí là ở đây vị trí của NLT vừa rồi có lẽ là trả thù cho người đồng đội NSN96 khi cay quá thì ngay lập tức ăn phải một cái bẫy rất đau từ vị trí của Viking Gaming. Thực sự cái khả năng mà teamwork ở bên phía của Viking Gaming nó là rất tốt, khi mà chỉ cần thấy ngay lập tức đứng trên mắt của đối phương thôi. Họ macro rất nhanh. Họ đi xuống ngay lập tức bom mình bỏ ngay đặt lính đi thẳng xuống luôn. Và ngay lập tức là Silas trong tay của Slow thì cũng đi vào trong. Đây, Jack này không làm được gì quá nhiều. Đây là vị tướng rất trâu. Vâng, và có cái lượng giáp của Nautilus này nó tạo lên là quá nhiều. Vâng, đánh hết cái lượng giáp của Nautilus thì nó cũng ghè cho các bạn phải gọi là bằng đầu rồi. Còn Jack này có 25 chỉ số lính và bây giờ lính đang ép vào trụ sẽ nhỉnh hơn một chút so với Nautilus, nhưng so về cái việc đi đường thì Nautilus tỏ ra là nhỉnh hơn. Ngày xưa đấy, khi mà Nautilus vẫn còn trong meta, một trong những vị tướng đi đường top rất khó chịu luôn, gần như là không ai có thể và đè được. Và trong giai đoạn gần đây thì nó đã bắt đầu quay trở lại rồi. Nó đã bắt đầu quay trở lại khi được khá là nhiều đội tuyển sử dụng.
cũng như là được giới chuyên môn đánh giá khá là cao. Đấy là theo những cái tin tức mà bọn tôi hóng được thôi, chứ còn anh em tôi không phải là caster chuyên nghiệp bên làng Liên Minh nên cũng không có những cái gì gọi là phán xét quá. Chúng tôi chỉ đi hóng những cái tin tức ở trên cộng đồng mạng và bổ sung cái lượng kiến thức cho mình mà thôi. Và con Lucian cùng với Thresh ở khu đường dưới này, farm vẫn đang là ổn so với một con Kai'Sa và Kalista. Anh ta mất tiền cho mình cái bình máu rồi, cho nên là những cái tình huống tiếp theo nếu như bị cấu rỉa quá nhiều anh ta bắt buộc phải đi về. Cho nên là Lightning anh ta nên cẩn trọng hơn với những cái tình huống mà farm với lại đối phương. Trong khi đó thì mèo ú lại một lần nữa cục đi qua cướp, đi lại sói. Cướp bãi sói, đây sẽ là bãi sói thứ hai này, đạp thẳng vào mồm NLT. Nhưng mà NLT anh ta có chinh phục nha, nhớ nha, NLT có chinh phục. Ở đây là rừng của bên team Game Home, có bẻ cong không gian ép cho mèo ú anh ta phải quay trở lại hất tung được rồi. Và mèo ú anh ta vẫn chưa phải nằm xuống, tăng tốc đang được sử dụng rồi. Bây giờ là một cái mạng này sẽ dành cho vị trí của Jack, tiếp theo là mạng của Slowzy. Mèo ú đánh hơi lỗi trong pha thi đấu vừa rồi và hai mạng đó là cân bằng về chỉ số hạ gục giữa Game Home và Viking. Vâng, và lượng tiền ngay lập tức được kéo ngắn lại, từ trên là 1k tiền ngay lúc này đây nó chỉ còn khoảng 600-500 mà thôi. Và đó là tình huống mà mèo ú hơi hừng quá, anh ta hơi lên scout. Nhưng bây giờ thì Zigo anh ta bị bắn, có tình huống tốc biến lên từ vị trí của ZK nhưng không đủ sát thương. Đó là tình huống đổi tốc biến giữa xạ thủ cùng với lại người đi hỗ trợ bên phía của Viking Gaming. Vâng, như thế là tôi nghĩ cũng lời rồi. Lời rồi, khi mà xạ thủ bên phía đối phương đã mất cho mình cả thanh tẩy và tốc biến, vị trí ở Lightning vẫn còn đó cho mình là cái hồi máu tốc biến. Bây giờ đường dưới của bên phía team Viking Gaming có cơ sở để có thể chơi tốt hơn, nhưng đang có sự di chuyển xuống, đó là Javan, các thành viên phía team Game Home. Họ muốn ôm chết các thành viên phía team Viking ở khu đường dưới này rồi, nhưng Javan không có combo. Khi biết được rằng là vị trí ở Lightning và ZK anh ta đã di chuyển về hơi sâu rồi, với lên là không kịp đến từ vị trí của Kalista. À không, đó là vị trí của Alista thì đúng hơn, cùng với một con Kai'Sa. Và nếu như mà có combo vào nữa thì cái lưỡi hai xoáy của ZK cũng dễ dàng hất được vị trí của NLT ra mà thôi. Và trong khi đó, tại khu vực đường trên, cảm thấy là không ép lên được thì ngay lập tức đó là để tầm 96 anh ta đẩy xuống. Bây giờ họ không cam bot rồi, họ không cam bot mà họ sẽ cam mid slow, gì sẽ phải nằm xuống mà thôi. Dễ làm sao được khi hai cái chinh phục nó đấm vào đầu. Mạng sẽ được nhường dành cho vị trí của NLT. 2-1-1 sau khi anh ta cướp rừng đối phương không thành công. Bây giờ lợi thế nó vẫn đang thuộc về phía team Viking Gaming, mặc dù Game Home có nhiều điểm hạ gục hơn, Viking Gaming lại bóc được cho mình cái lớp khiên tốt hơn. Vâng, và đang rất là khó chịu khi mà cảm thấy là trên đường trên thì nãy là 96 không gây được quá nhiều cách biệt so với bông min. Anh ta ngay lập tức chuyển xuống khu vực đường giữa, anh ta đi ram. Vâng, anh ta quyết định đi ram thay vì việc cứ đứng chày cố. Một con Nautilus nó có một cái chiêu W, cái lượng giáp lên khá là dày, và cái việc mà Nautilus clearing cũng là khá tốt. Bây giờ Lightning có một pha thanh trừng ở vị trí Subang, nhưng Subang cũng đã kịp thời có được cho mình cấp độ 6, sẽ không phải nằm xuống. Trong khi đó, cái đội hình bên phía team Game Home họ đánh đáng nhẽ là phải xoay quanh khu vực đường dưới, thì trong game đấu này họ đã chuyển hướng tấn công của mình và chăm sóc khu vực đường giữa của Viking Gaming nhiều hơn. Vâng, và họ cảm thấy là khu vực đường giữa của Viking Gaming nó đang khá mỏng trong những cái lối di chuyển của mình. Mặc dù là Slowzy anh ta tỏ ra lấn lướt hơn trước Quân Du, nhưng Quân Du có khả năng côn team tốt. Anh ta đã côn những người đồng đội của mình sau những sai lầm của Slowzy trong cái lối di chuyển lên. Anh ta hơi bị hừng. Và nếu đầu 96 ở đây anh ta chỉ farm ngang kèo mà thôi. Và nếu như mà lao lên thì cũng không cấu được quá nhiều máu. Không cấu được nhiều máu bởi vì Bung Min có một cái lớp giáp nó khá là dày dặn, cùng với những cái lượng sát thương bên phía team Viking Gaming, cụ thể là vị trí Bung Min gây ra cũng không phải là ít, làm chậm rất là nhiều những cái hiệu ứng khó chịu vào người bên phía team NSN196 bên phía Game Home. Nhưng mà NLT anh ta cũng đang có mặt ở đây, anh ta đang chờ cái đợt lính này đẩy lên để tham mình đi thẳng lên trên cái bụi thứ ba và bắt đầu cam vào vị trí của bông viên. Nhưng bây giờ nên tàu 96 cần đánh láo hơn một chút để có thể gây ra một cái sự là mất và bây quay. Giờ có thêm việc là mèo ú ở khu vực đường trên, anh ta có tăng tốc pha và anh ta có cho mình cái bóng ma kỵ sĩ. NSN96 đang di chuyển cạnh người đồng đội của mình và như vậy là muốn ép cho các thành viên phía team Viking Gaming vào bẫy, nhưng ở đây đang là vào bẫy rồi. Viking Gaming sập bẫy của các thành viên phía team Game Home. Mèo ú bị đấm vào, có chinh phục được kích hoạt và bây giờ mèo ú đang quẩy NLT. Tôi tin chắc là mèo ú sẽ phải nằm xuống mà thôi. Mạng thuộc về vị trí của NLT. Double kill Viking Gaming, họ dễ dàng rơi vào một cái bẫy mà trước đó Game Home đã đặt sẵn ở đấy rồi. Vâng, mà nghe em tức thấy Slowzy đi thì Wang Zhu anh ta cũng đi lên, nhưng mà Wang Zhu lại solo kill, chắc chắn là không bao giờ lại được vị trí của Silas. Một con Silas như thế này nó cần bay vào đánh sắp lá cà thôi thì Wang Zhu chắc chắn phải nằm lại, và như vậy thêm một điểm hạ gục nữa dành cho vị trí của Slowzy. Vâng đây. Và cùng với đó là chúng ta nhìn thấy con Silas này nó có một chiêu cuối khả năng cướp đi cái chiêu cuối của bạn, và các bạn thể nhìn thấy được đây sức sát thương nó gây ra là vô cùng khủng khiếp. Cứ ôm sát vào thì chắc chắn là một con Vega sẽ không làm được nhiều. Vega cần giữ khoảng cách,
để có thể spam những cái kỹ năng của mình vào. Lượng sát thương của Vega có thể về sâu, nó cực kỳ nhỉnh, nhưng cứ ôm sát vào thì Vega sẽ không thể nào chống chịu lại được. Trong khi đó thì mèo ú có tình huống găng không được tốt lắm tại khu vực đường trên, và ngay lập tức đó là hai mạng dành cho vị trí của Neo. Thì anh ta đang hướng tới con rồng lửa này, và bộ đôi đường dưới có anh tiêu được trả ra từ vị trí của Zigo đang bắn vào GK là người yếu mẫu. Subang đang muốn đẩy lên, Subang bị bắn ngược lại, Lightning muốn lấy mạng của Subang, có vị trí của mèo ú có mặt ở đây dịch chuyển từ vị trí của bông mìn. Và như vậy tôi nghĩ rằng cái vị trí này Kai'Sa đang gặp khó khăn, Lightning tốc biến lên lấy được mạng của GK, nhưng Lightning sẽ phải nằm lại tại đây. Vâng, vẫn là Marco rất tốt, nhưng mà khu vực đằng sau Game Home họ ăn được cho mình con rồng lửa và quân du sắt đao mạng của mèo ú. Vâng, chúng ta thể thấy được rằng là liên tục những pha trao đổi người cũng như là pha combat diễn ra giữa cả hai team. Cái việc mà bên phía team Game Home vị trí NSN196 không có dịch chuyển, bây giờ vô tình lại thành hay. Anh ta không can thiệp vào khu đường dưới, nhưng anh ta sẽ bóc được đi cho những cái lớp khuyên trụ cũng như là san bằng những cái chỉ số lính so với vị trí của Nautilus trong tay của Bungmin. Chúng ta nhìn thấy được rằng là ở đây các thành viên bên phía team Viking Gaming họ trong một tình huống mà bị động hơn. Ngay lập tức Macro vị trí mèo ú xuất hiện rất nhanh, một cái thanh tẩy trong người của Zigo đã kịp lấy đi cái mạng của Thresh, nhưng mà sau đó anh ta cũng khó lòng có thể thoát được. Zigo anh ta biết là không thể bắt lại được rồi, anh ta lao lên lấy được thêm một điểm mạng cùng nữa từ vị trí của GK. Nhưng trong khi đó thì mèo ú đi xuống cũng gặp vị trí của Quang Du, và cái until của Quang Du nó là quá đau để bắn thẳng lên đội hình của mèo ú, và như vậy mèo ú lại mất thêm cho mình một mạng nữa. Trong pha thi đấu này mèo ú đang có KDA đó là 2-3-1. Vâng, và anh ta sẽ lên thẳng cho mình là đồ đi rừng chiến binh. Một đồ đi rừng chiến binh này cho phép mèo ú có thêm sức sát thương và anh ta sẽ ghé thăm nhiều hơn. Con Hecarim này từ nãy giờ mèo ú anh ta tiếp tục cam cho mình ở khu vực đường top rất là nhiều. Và trái lại cái việc mà Game Home bỏ đường top như game đấu đầu tiên, thì bây giờ họ đang tập trung ở khu vực top lên khá là nhiều, khi ở đây có thêm sự trí của NLT. Bungmin anh ta đã gặp nguy hiểm và như vậy là đóng lồng cho mình, cho cẩn thận và hất tung được vị trí của Nautilus. Điểm tiếp tục được thuộc về vị trí của NLT. Trong pha thi đấu vừa rồi NLT anh ta thi đấu phải gọi là khá là chắc cú, đại địa chấn luôn, xong sau đó mới combo kỳ kích chứ không combo trước. Đấy rất tận nhiên cái combo kỳ kích của anh ta đã phá đi được cái tình huống móc mỏ neo back về của bông min, và như vậy cái trụ đường trên này chắc chắn sẽ dành cho bên phía đội hình của Game Home, và đó là cái lượng tiền rất là khá khi đây là trụ đầu của cái game đấu này. Và như vậy Game Home đang cân bằng được cái chỉ số tiền, thật ra nhỉnh hơn tận 2k3 tiền. Vâng, và cái đai lưng Hextech đã có trong người của Silas rồi, 2-2-1. Và trong khi đó Vega anh ta chưa hoàn thành cho mình bất kỳ món đồ lớn nào. Con sứ giả khe nứt này sẽ được ăn đi đến từ vị trí của Game Home, và các thành viên Viking Gaming họ đã ping với những cú ping vào khu vực này rồi nhưng không can thiệp được. Mèo ú đang đứng ở khu vực đường rừng dưới của đối phương, ăn đi cho mình là con Red. Và bây giờ vị trí của Silas lao vào, anh ta hạ gục được mạng của Vega, nhưng mà sau đó cũng sẽ phải nằm lại mà thôi. Can thiệp vào là tốt đến từ Viking Gaming để họ làm chậm cái tiến độ ăn con sứ giả khe nứt này, nhưng có lẽ tôi nghĩ không cần thiết trong thời điểm khi mà vị trí của các thành viên phía team Game Home đang có quá nhiều điểm hạ gục, khi mà đường rừng NLT có tới 5 chỉ số hạ gục. Mặc dù là như vậy nhưng mà chúng ta thấy rằng cái áp lực nó không được đè lên vị trí của Viking Gaming quá nhiều. Khi mà mèo ú mặc dù anh ta đã nằm lại vài lần, nhưng cái chỉ số về tiền chúng ta thấy được rằng rõ ràng là bên phía của mèo ú lúc này anh ta đang nhỉnh hơn, anh ta đang cầm trong người hơn 1k2 tiền. Trong khi đó thì bên phía của Javan anh ta chỉ có khoảng 500 tiền mà thôi. Nếu mèo ú về lúc này anh ta sẽ có một trang bị lớn nữa. Vâng, và bạn thể nhìn thấy được rằng là con Nautilus này nó đã bị nằm sụt tới 2 lần rồi và có đai lưng Hextech. Bây giờ Jax trong tay vị trí NSN196 anh ta đã có trong mình cái dịch chuyển. Cái việc này khiến cho Jax có thể can thiệp trong những pha xử lý tiếp theo ở khu vực đường dưới hoặc là mid của bên phía team Game Home. Và Bungmin lúc này không còn dịch chuyển. Mèo ú anh ta có tăng tốc pha nhưng đang ở khu vực đường trên. Cùng với cái việc mà bên phía team Game Home đẩy sát trụ như thế này, sức ép đang là lớn vào dưới hai cặp đôi của bên phía team Viking Gaming ở khu vực đường dưới. Vâng, và đường dưới thì vừa rồi Viking Gaming đã câu đi được cái chiêu cuối của người đi hỗ trợ bên phía của Game Home. Subang mất đi chiêu cuối đồng nghĩa với việc những tình huống cover tiếp theo của anh ta sẽ cực kỳ khó nếu như vị trí của mèo ú xuống đây găng. Và con Lucian này nó đã hoàn thành cho mình xong một cái gươm của vị vua vô danh. Nó sẽ giúp cho Lucian anh ta đi đường tốt hơn rất là nhiều. Và đây cũng là cái tiền đề mà các thành viên bên phía team Viking Gaming và Game Home sẽ chú trọng hơn ở khu đường dưới này. Nhưng mèo ú đang muốn ganh ở khu top lên, anh ta tiếp tục một lần nữa muốn cam top khi mà Jack đang ôm trụ. Và các thành viên bên phía team Viking Gaming cùng với Game Home ở đây, họ đang tập trung ở khu đường dưới này. Có hai người khu top lên và có thả ra cho mình là một con sứ giả khe nứt chăng? Sứ giả khe nứt tại khu vực đường dưới mà tôi thấy rằng họ đang muốn bốc nhanh đi cái lượng trụ này để có thể băng vào bên trong. Và ngay lập tức đó tình huống lít lồng đen thành công từ vị trí của Lightning, khói đồng lồng đến từ vị trí của GK.
họ lùi về đều có án tử thành công, nhưng đó chỉ là những tình huống muốn cấu rỉa máu của Zigo mà thôi. Vâng, con sứ giả khe nứt được thả ra là tôi biết cái dấu hiệu bên phía team game home muốn mang trụ, như vậy thủy lô tầm nhiệt được đính vào người của Jack. Anh ta có phải nằm xuống hay không đây? Quẩy rất thao đến từ vị trí của Jack, chưa phải nằm xuống và anh lập tức anh ta phải nằm xuống dưới vị trí của mèo ú rồi. Và vừa rồi một pha đổi mạng mà hú hồn đến từ vị trí của hai thành viên phía team Viking Gaming, thiếu một chút nữa thôi thì mèo ú cũng đã phải nằm xuống rồi. Tôi tin chắc là nếu như Jack anh đã đấm cố được một hai phát nữa thôi thì vị trí của Hecarim trong tay của mèo ú sẽ phải nằm xuống. Ôi, tôi nhìn thấy rằng ở bên dưới cái con sứ giả làm quá tốt nhiệm vụ của mình khi nó liên tục đẩy vòng, và chúng ta sẽ có tình huống xem đây, lại thả sứ giả xong và đó là một pha đai trụ đến từ vị trí NLT, đại địa chấn combo vào. Rất may pha thi đấu vừa rồi ZK cùng với Lightning chơi rất tỉnh, ZK đã chủ động di chuyển trước và sau đó tung lồng đèn cho người xạ thủ của mình đu về. Bây giờ con Silas này tiếp tục một lần nữa bị chết trong tay của Alistar. Vâng, 3-4-1 không có được cho mình nhiều chỉ số hạ gục cũng như là mèo ú. Trong trận thi đấu này anh ta không có quá nhiều những cái pha ganh và cam ở trên khu vực top lên hiệu quả nữa, thì Viking Gaming dường như đang hơi bế tắc trước game home. Vâng, và đây là lần hiếm hoi mà tôi cảm thấy rằng Zigo anh ta farm không bằng thời gian. Vâng, và hiện tại anh ta chỉ có khoảng 124 chỉ số lính mà thôi, và nó đang được nâng cao lên nữa. Trong khi đó thì con rồng nước này nó thuộc về bên phía của game home. Có vẻ như trận đấu này DLT đã đi rừng và rút được rất nhiều kinh nghiệm. Đổi lên lên khu vực bên trên, tôi thấy Quang Du anh ta muốn chơi tất tay cùng với Bông Minh chăng? Vâng, và Quân Du đã có được cho mình cái vọng âm lưu đường, anh ta cố gắng ăn cho mình thêm những chỉ số lính để tích thêm AP rồi. Và tích thêm AP này thì con Vega này giai đoạn cuối game nó vừa bảo kê được và nó vừa dồn sát thương thoải mái luôn nha. Nó không giống với một con Kama của các bạn, nó vẫn có thể bảo kê AD bằng một cái bẻ cong không gian của mình cùng với đó là một cái vụ nổ vũ trụ, cái anti-tin đấy mà ném thẳng vào mồm của Lucian chắc là đau. Vâng, chắc là rất đau luôn. Rất là đau nha. Vâng, mà cũng đừng quên là Celad cũng có cái khả năng mà lấy được cái hình chiếu đó. Rồi, copy, photocopy. Quăng lại một vai cũng đau không kém đâu nha. Thậm chí là còn nếu như các bạn có nhiều sức sát thương phép hơn, các bạn còn đau hơn cơ. Quăng một cái, bốc hơi AD đây. Tôi đã từng thấy có một tình huống như vậy rồi. Chỉ đúng một cú hình chiếu từ vị trí của con Vega thôi. Bốc hơi AD luôn, không biết cái gì cả. Vâng, và bây giờ vị trí NLT quyết định sang khu vực rừng của đối phương để hỏi thăm khu vực của đỏ, nhưng nó chưa hồi. Các thành viên phía team game home bây giờ họ di chuyển ra khu vực đường giữa này, muốn bắt vào vị trí của Slowzy. Pha combo vừa rồi là xin đến từ vị trí của Subang, nhưng mà Slowzy vẫn sẽ phải nằm xuống mà thôi. Game home họ không còn đánh xoay quanh đường dưới quá nhiều trong game đấu này nữa, và ngay lập tức họ đã phát huy cho mình cái hiệu quả. Vâng, và vừa rồi Slowzy rất muốn bấu víu vào trong cái lồng đèn để có thể quay về cùng với người đồng đội của mình, nhưng cái việc mà liên tục ngăn cản từ vị trí của game home nó là rất là tốt. Nên đầu chiến tuyến sau lúc này anh ta đang có một cái thế lực gì đó khi mà đường dưới đã mất đi hai trụ bảo vệ của mình và liên tục đẩy vào. Đây chúng ta sẽ nhìn lại pha thi đấu này, tôi thấy rằng là người DSP bên phía của Viking Gaming đã rất cố gắng để có thể cứu được. Quang lồng đèn rất cố gắng, quang lồng đèn không, rồi không vào được nha. Đây không Alistar này, một con Alistar nó hút ngay ra khỏi cái lồng đèn, nó thi đấu rất tỉnh đến từ vị trí Subang, và Slowzy cố gắng lắm với vào cái lồng đèn nhưng không hết kịp rồi. Nó chỉ cách một cái khoảng đất bé xíu nữa thôi, nhưng đó là bị đóng lồng. Cái đóng lồng vừa rồi hình như chính từ anh ta đến chính từ anh ta. Anh ta muốn làm như vậy để bay gần cái lồng đèn hơn, nhưng mà anh ta quên không ấn R lần thứ hai. Quên không ấn R lần thứ hai. Có lẽ là hơi hoảng, phát vừa rồi thi đấu hơi hoảng. Có là ba người hoảng là cái chắc. Bây giờ thì mèo ú bay vào có lồng được trả ra từ vị trí vuông rồi. Đau quá. Một cú vụ nổ vũ trụ và như vậy là game over. Game over, mèo ú bốc hơi sau vòng một nốt nhạc mà thôi. Bung Min sẽ phải di chuyển về. Đây có lẽ sẽ là một trận đấu thắng cho bên phía team game home chăng? Con Vega này bây giờ trái ngược với con Kama ở game đầu thứ nhất, nó có quá nhiều sát tường. Các bạn hãy nhìn vào cái cách mà mèo ú bốc hơi. Anh ta không có kháng phép, anh ta mới chỉ có một đồ đi rừng chiến binh cùng với một tam hợp kiếm mà thôi. Ở đây Slowzy vẫn đang muốn đấm vào vị trí NLT, kích hoạt cho mình là cái chinh phục đấm vào. Slowzy anh ta chơi một cái bài gì thế này? Anh ta đánh ngay ở trụ một của đối phương. Vâng. Anh ta liên tục nằm xuống, bây giờ thì Quân Du bây giờ nhìn này, những cái thôi hồi đâu. Một cú W cộng với đó là một cú Q nhẹ nhàng thôi, lấy đi hơn 70% máu của Bung Min. Và Bung Min lúc này đây anh ta có thể chơi tấp tay cùng với một con sát trong tay của NSN, nhưng nếu như chơi cùng với Quân Du anh ta không có kháng phép, anh ta sẽ không chịu được đâu. Vâng, và bên phía team Viking Gaming đang có khá là ít kháng phép. Bây giờ mèo ú tiếp tục đạp vào vị trí Quân Du, trả thù là thành công. Này thì vừa nãy dùng ulti này mới chỉ trước đó ít phút thôi. Mèo ú này, mèo ú thủ dài thật em ạ, công nhận là mèo ú thủ cực dài. Đây máu này. Không có kháng phép màu. Đấy là cái việc không có kháng phép, nhưng ngay sau đó mèo ú cũng đã làm quá tốt, chứng tỏ mèo ú thủ rất dài. Vâng, đừng ai mà dại gì gây thù chuốc oán với mèo ú. Một con Vega thời điểm này nó đã như thế. Ôi trời ơi anh nhìn kìa,
hai cái trưởng quá khổ, anh ta đang muốn hướng lên cái mũ phù thủy Rabadon đấy, nó gậy sẽ quá khổ đó, gậy quá khổ và nó sẽ rất là đau nhá. Một cú tiêu nữa thôi tôi không biết rồi nội đây là Hecarim. Cái việc anh ta lên đồ như thế, anh ta sẽ gặp nguy hiểm với cái việc mà anh ta không có cái sự bảo kê, có duy nhất là cái flash thì người trong tay của Vega lúc này anh ta cũng đã không còn flash nữa. Thực rồi ra thì anh ta đang muốn chơi khô máu luôn, anh ta đang muốn dồn một phát chết tốt nhất là nên đứng ở khu đằng sau, anh ta sẽ đứng đằng sau để thả diều. Anh ta thả được thôi thì chắc chắn rằng đội hình bên phía của Viking Gaming sẽ tan rã. Trong khi đó nãy đầu 96 anh ta lợi dụng những cái đợt lính rất tốt, khi mà đã mất đi hai trụ đầu ở khu vực đường dưới rồi, anh ta liên tục đẩy cao lên để tạo tiền đề cho tất cả các lane khác. Vâng, và còn Javan trong tay DLT, anh ta lên đam, bây giờ quân du bị bắt vào. Tôi vừa nói xong, anh ta không có những cái đồ gia tăng khả năng chống chịu cũng như là phòng thủ, ví dụ như là một cái đồng hồ ngưng động chẳng hạn. Bây giờ mèo ú anh ta bị bắt vào, mèo ú sẽ nằm mà thôi, nhưng mà đó là bóng ma kỵ sĩ, anh ta thoát đi được một pha thi đấu quá hay của mèo ú đây, nhưng mà bỏ lại đó là người đồng đội vị trí của bung mìn. Và như vậy là ra vàng anh ta cũng đã lấy được cho mình mạng của mèo ú. Đó là cái việc đốt sát thương chuẩn đến từ cái bùa đỏ có trong người của NLT, double kill. Con ra vàng này nó có một cái đồ, cái lối lên đồ khá là cục, một cái kiếm ma cùng với một cái đồ lên đồ đi rừng chiến binh, nó đấm thì nó cũng khá là đau, cầm thêm cái điểm chinh phục nữa thì ra vấn đề luôn. Vâng, bây giờ con rồng đường đang được hướng tới. Trong khi đó thì NLT anh ta muốn solo con Baron này tại phút thứ 21, có dịch chuyển được trả ra và đó sẽ là vị trí của quân du có mặt tại đây. Cái lượng sát thương từ game hôm lúc này là đủ để họ có thể ăn được Baron, và đặc biệt là bên phía team Viking Gaming rất khó để can thiệp con Baron này luôn. Họ không có rừng, họ không có top và vị trí của AD cũng đang ở khá là xa, biết không làm được gì trong pha thi đấu vừa quá rồi xa nhau. Vâng, và 16-10 khoảng cách lúc này đang là 6.000 tiền dành cho bên phía team Game Home. Và vị trí của G01 trận này anh ta xanh, anh ta có cơ hội được bắn khi những người đồng đội ở cánh trên bên phía team Game Home là khá cứng cáp, thì tôi tin chắc rằng là Game Home họ sẽ chuyển hóa được cái lợi thế này thành một chiến thắng cho mình để san bằng tỷ số 1-1 với Viking mà thôi. Lúc này cái quả cầu tuyết bắt đầu thì Game Home đang lăn về phía của Viking Gaming rồi. Tôi nghĩ có thể sẽ là 3 game đấu phần thắng thua. Vì bây giờ đây tôi thấy rằng Wunzu anh ta vẫn đang rất là xanh khi mà cái lượng chỉ số lính là 171 rip. Vâng, và cái lượng phép của anh ta gây ra sẽ rất là nhiều. Vâng, các bạn thể nhìn thấy được rằng là bây giờ bên phía team Viking Gaming họ vẫn chưa có kháng phép. Chưa có kháng phép, tôi xin nhắc lại. Thì những cái pha cấu máu đến từ con Vega và cái lượng sát thương phép thuật của nó gây vào là cực kỳ nhiều. Và mèo ú nằm lại một lần nữa ở trong round thi đấu này. Có vẻ như con Vega và có vẻ như con Hecarim trong tay của mèo ú, anh ta đánh không thuận tay. Anh ta bị cấm đi quá nhiều những vị tướng rừng mà anh ta không thuận tay. Nhưng mà đây lao lên tới từ vị trí Lucian, Lightning xử lý sai rồi. Một tình huống mà đối phương vừa ăn rồng xong nhưng anh ta lại lao lên ở khu đường giữa không có trụ thì làm sao anh ta về được đây. Vâng, một cú lướt lên khá khó hiểu để bắn vào con support đã đang đầy máu đến từ vị trí của Lightning. Và các thành viên phía team Game Home họ sẽ lấy được cho mình khu vực đường giữa này cùng với nhà lính hay không đây. Slow G nằm xuống rồi, thủy lôi tầm nhiệt được bổ vào, và bây giờ vị trí Zigo nằm xuống đai trụ đến từ Game Home. NSN lấy được mạng của Thresh, sau đó anh ta cũng sẽ phải nằm mà thôi. Nhưng Game Home có tới 3 người NLT đóng hẳn cho mình là một cái giáp thiên thần. Vừa rồi Zigo anh ta lại là người chịu đam trụ chính, anh ta chịu tận 4 phát trụ, làm sao anh ta sống được, anh ta chết vì trụ nha. Tại sao Subang trong pha đó, Subang lại không phải là người gánh đam trụ? Nếu như Subang gánh thì có vẻ như là Zigo đã làm được nhiều hơn. Có thể là Bungmin đã cũng phải nằm lại trong cái pha thi đấu đó rồi. Nhưng đáng tiếc cho Zigo, anh ta đã quá chịu đựng không kịp nữa. Vâng, và anh ta một pha di chuyển mà có lẽ là bị dính nam trụ hơi hớ hênh một chút. Và bây giờ tiếp tục là cái trụ hài phụ đường trên dành cho các thành viên phía team Game Home. Viking Gaming không có sức để chống đỡ nữa rồi, cái trụ này sẽ phải nằm xuống ở đây thôi. Các thành viên phía team Viking Gaming có chân họ chạy được, nhưng cái trụ này thì không có chân. Vâng, và lúc này đây tất cả các dàn trụ ngoài của bên phía của Viking Gaming đã được bào đi hết rồi, đó là chính cái trụ. Và bây giờ cái lượng tiền nó đang chênh lệch rất nhiều, nó gần lên đến và đặc biệt là cái line up của bên phía team Viking Gaming để lật kèo tôi nghĩ là không có cửa. Một con Lucian này đánh càng về lâu về dài thì cái sức sát thương của nó không thể nào dồn bằng con Kai'Sa được. Cùng với đó là bên phía team Game Home có hai cái chinh phục trong tay của Jack cũng như Javan. Javan 817. Game thi đấu trước mèo ú bá đạo bao nhiêu thì game thi đấu này NLT anh ta lên tiếng được rằng là các bạn có một tướng đi rừng ăn thịt thì chúng tôi cũng biết chơi rừng ăn thịt. Vâng. Và bây giờ với cái KDA của mình kèm theo đó một cái giáp thiên thần ở cái giai đoạn này, phút thứ 24 với một cái giáp thiên thần, những cái tình huống lao lên để mở giao tranh của Javan nó sẽ rất mạnh là mẽ hơn rất nhiều. Nó mạnh nó mẽ hơn rất là nhiều. Bây giờ vị trí của Javan, anh ta bật cho mình cái kiếm ma lên hay không?
không bật kiếm hào và không muốn bắt vào vị trí của slow gì luôn, để cho các bên phía team Viking Gaming di chuyển về ở phía cánh dưới này. Thì Jax anh ta vẫn đang đẩy lẻ khu vực đường giữa, đang là Kai'Sa cùng vị trí của Alistar và Javan, trong khi đó đường trên nhường lại cho vị trí của Quân Du. Bây giờ họ có Baron, họ chia lẻ ra ba đường để push. Bây giờ thì Quân Du cùng với lại Baron thì Quân Du vẫn có thể, à không, Baron đã hết rồi, và Quân Du vẫn đang muốn bổ sung thêm lượng chỉ số lính cho mình. Và trong khi đó có bóng ma kỵ sĩ được trả ra, Mèo Ú đẩy vào bên trong đại địa chấn, giữ lại được một người. Su Hoàng đang bị đánh, kinh siêu này không giúp cho Su Hoàng sống được lâu nữa. NeoT có tình huống combo kỳ kích và đánh nạt ông nổ bách về thành công, và đó là nằm lại từ vị trí của Su Hoàng. Vâng, pha thi đấu vừa rồi họ không làm được bất kể những cái điều gì ngoài việc chết ở đây cả. Game Home thậm chí bỏ mạng lại, đó là vị trí NSN ở đây quẩy làm sao được, và thậm chí là vị trí của NeoT, anh ta cũng mất cho mình cái giáp thiên thần, tiếp tục sẽ là nằm xuống mà thôi. NeoT cố gắng lấy cho mình điểm hạ gục của Nautilus nhưng mà không thành công, mạng thuộc về mẹ Ú, đó là chấm dứt, đó là bốn mạng đấy. Vâng, bốn mạng, và các bạn thể thấy được rằng là các thành viên phía team Game Home họ tự đánh mất đi cái lợi thế của mình. Khi Vega còn chưa đẩy được vào cái trụ ở trên khu vực đường top này thì các thành viên phía team Game Home họ đã muốn combat rồi. Vega không có dịch chuyển trong tình huống vừa rồi, Jax có dịch chuyển nhưng anh ta cũng không thể làm gì hơn được. Tôi thấy cái combo kỳ kích của NeoT nó là đẹp rồi, anh ta đánh hàng không nổ anh ta về được, nhưng tại sao anh ta ham cứu người đồng đội quá, khi mà biết rằng là N96 không thể nào thoát về được, anh ta combo vào, anh ta muốn dùng chết một người, và thay vào đó anh ta đã dừng lại, anh ta đã không thể nào gây được nhiều lượng sát thương. Và bây giờ đây thì cái lợi thế nó đang bắt đầu giảm dần cho phía của Game Home, mà thay vào đó Viking đang lăn qua cầu tuyết ngược lại phía của Game Home lúc này. Vâng, cầu tuyết thì chưa hẳn, khi mà lợi thế nó vẫn đang thuộc về các thành viên phía team Game Home. Họ có tới cho mình là hai con rồng nước cùng với một con rồng lửa, và cái chỉ số hạ gục bây giờ nó vẫn đang nghiêng ở phía team Game Home, 20-16, 51.000 tiền so với 47.000 tiền ở đây. Thì rõ ràng là Game Home họ vẫn đang nắm cái thế chủ động này của trận đấu, và thực hiện nó và cụ thể hóa nó thành một cái chiến thắng như thế nào thì đó là cái quyết định của Game Home. Vâng, và lúc này Game Home cần tránh đi cái sai lầm như vừa rồi, chỉ cần thêm 1-2 sai lầm nữa mà thôi thì có thể Game Home sẽ không trở tay kịp. Và ngay lúc này đây thì GK anh ta muốn kiểm soát lượng mắt ở khu vực bàn Baron. Su Hoàng anh ta đang cô lập được vị trí của GK, và GK liên tục bị trả sát thương, và một cú intuit từ Quang Du là quá đầu để có thể đưa GK lên 7 điểm số. NeoT bị trói chân lại, Bungmin anh ta cũng bị cô lập, và như vậy đó là chiến thuật hai lồng, một cái lồng đại địa chấn, một cái lồng phép nữa thì làm sao mà chạy. Vâng, đó là hai cái lồng nó ghép vào làm đôi, và lưỡng long thì hợp lồng. Ở đây thì các thành viên phía team Viking Gaming, tôi nhìn thấy kẹp giữa hai cái lồng ấy là bế tắc rồi, làm sao để chạy được đây. Và con Jax này đã bị nằm xuống một pha, sử dụng cho mình ngọt. Chiêu quy và chém đầu ngọt ngàng cái con Jax đó mà thôi. Nhưng ở đây còn duy nhất vị trí của Mèo Ú thì làm thế nào được, anh ta không có bóng ma kỵ sĩ, anh ta cũng không có tăng tốc pha, sức sát thương ở đâu là dồn vào khi Game Home có tới 4 người. Họ đang muốn kết thúc trận thi đấu này ở phút thứ 28. Họ đẩy vào rất nhanh, và với cái sát thương từ vị trí các thành viên còn lại nó đang là rất đau. Và bạn nên nhớ rằng cái con Vega này khi cái phép nó càng cao, cái khả năng nó đánh lên trụ là cực kỳ đau. Tôi từng nhìn thấy một con Vega đánh một phát nửa cây trụ, không biết là anh có từng biết cái chuyện đó chưa. Vâng, con Vega đánh phát nửa cây máu trụ, nó phải cầm cái song kiếm tay ương cơ, cầm song kiếm tay ương thì đánh, đánh vào thì mới đau được, nửa đến cây máu trụ có thêm cái sức sát thương đến từ cái thủy kiếm. Nhưng mà con Vega này nó không có song kiếm tay ương thì làm sao mà một đánh thường nửa máu được. Đúng vậy. Quay trở lại Game Home, họ sẽ có con rồng nước thứ ba. Vâng, tôi xin nhắc lại, đây là con rồng nước thứ ba, cái lượng hồi phục của họ sẽ cực kỳ nhiều. Vâng, và cái sức sát thương cũng như là cái việc mà Game Home họ ép vào bên phía team Viking Gaming là có, khi ba con rồng nước quá khó chịu đi. Ba con rồng nước này, cái lượng hồi phục ở ngoài giao tranh của phía Game Home nó sẽ là cực kỳ cao. Họ giao tranh xong họ cũng không cần phải biến về, và họ vẫn có thể quay lại để giao tranh cò tiếp tục. Quay, họ cò quay rồi gây khó chịu cho các thành viên phía team Viking. Và Viking Gaming nếu thua trong trận thi đấu này thì sẽ là trận thi đấu đầu tiên họ thua tại VCSZ. Chúng ta hãy cùng xem thua một trận và sau đó có lật kèo đối từ Viking Gaming hay không. Mèo Ú có được cho mình là con Hecarim thì trong trận thi đấu này anh ta không gây được quá nhiều cái sự ảnh hưởng vào đội hình của bên phía team Game Home. Vâng, và lúc này đây họ vẫn đang muốn kiểm soát cái lượng tầm nhìn ở khu vực hang Baro. Trong khi đó một tình huống mỏ neo không thành công từ vị trí của Bungmin, nhưng nó chỉ ép cho người đi rừng bên phía của Game Home lùi lại. NeoT tạm thời anh ta sẽ an toàn, vẫn đang bật máy quét lên để phá đi cái lượng mắt kiểm soát. Vâng, bên phía của có thêm cho mình là một cái trượng hư không đến từ con Vega. Cái sức sát thương phép của nó là rất nhiều, nhưng anh ta không có đồ chống chịu cũng như không có đồ phòng thủ thì ngay lập tức là Vega sẽ phải nằm xuống mà thôi. Anh ta không có đồng hồ ngưng động cũng như không có đồng hồ cát.
những pha mà dính thủy lô tầm nhiệt cũng như là vó ngựa đến từ vị trí của Viking Gaming sẽ là rất khó để thoát đi. Nhưng bây giờ đang muốn dive vào là vị trí slow gì, các thành viên phía team Viking Gaming họ đang muốn đánh và game home yếu rồi, họ bị ép vào trong cái góc hẹp. Nhưng mà Su Bang ở đây cùng với vị trí của Giga One vẫn đang quẩy, các thành viên phía team game home ở đây họ vẫn đang muốn lấy mạng vào Viking Gaming, hất tung được vị trí của mèo ú Giga One. Anh ta giữ vị trí quá tốt, cơ 10 Ikatia đó là đem về double kill, sẽ có triple kill dành cho vị trí của Seago. Và cả con Baron này nữa, đó là anh nhớ... ta giữ vị trí quá tốt và bây giờ sẽ là con Baron miễn phí dành cho các thành viên phía team game home. Và như vậy lợi thế lại một lần nữa thuộc về vị trí của game home. Và ngay lúc này đây với con Baron này kèm theo cái đợt lính siêu cấp tại khu vực đường giữa, họ đang có tiền đề để kết thúc game đấu tại khu vực này. Chúng ta xem lại pha giao tranh vừa rồi, khi mà tôi thấy rằng Quân Du anh ta nằm lại với tình huống đi lẻ của mình và mèo ú mất đi đó là cái bó ngựa khi mà có tình huống kiệt kích thành công từ vị trí của Javan, mà ngay lập tức đến từ bộ đôi đường dưới bên phía của game home họ và Bumin vừa rồi anh ta móc vào tường. Đúng, anh ta rồi. Móc trượt vào tường, anh ta móc cái mỏ neo vào tường, tôi nhìn thấy rồi nha. Và có thể thấy được rằng là nhìn này Zigo anh ta cai này, anh ta quá là yếu máu, nhưng anh ta nhìn cái cách anh ta chạy này, anh ta nhấp nhả. Mèo ú muốn đuổi lắm nhưng mà không đuổi được. Combo đẹp, vâng. Combo kiệt kích rất đẹp từ vị trí của Neoti. Và như vậy combo đó giúp cho Zigo quay trở lại và có triple kill. Và ngay lập tức đó tình huống quét sạch luôn cả đội hình của phía Viking Gaming. Và bây giờ khó càng thêm khó cho Viking Gaming. Tất cả với bù lại Baron sẽ đẩy hai bên đường cánh vào sâu hơn nữa từ vị trí của game home. Nhưng cái việc ở đây là game home họ phải macro được. Họ phải macro không được. Mắc phải cái sai lầm như vừa rồi khi mà họ lấy đi cho mình ở khu vực đường giữa, thì họ đã phải bỏ lại cho mình tới là 2 đến 3 người rồi. Bây giờ game home họ chia Jack ở khu vực đường dưới. Jack lúc này chưa có dịch chuyển, Jack đẩy lẻ nhưng mà Jack lại không có dịch chuyển này. Game home sẽ phải cẩn thận, nếu như pha combat này sẽ là 4v5 dành cho đội tuyển bên phía team game home. Trong khi đó Viking Gaming họ ở gần nhà hơn, họ có thể macro nhanh hơn. Jack họ đang ở quá xa với 4 người còn lại bên phía team game home. Vâng, và tốc biến đã được hồi rồi, Zigo còn tốc biến cho mình. Vị trí hỗ trợ là Su Bang cũng có tốc biến, nhưng bây giờ có giao tranh từ đường trên. Đó là đại địa chấn đang lao vào bên trong, có lòng đường trả ra sát thương đang dồn và cực kỳ nhiều. Quang Du ngay lập tức với tình huống siêu của mình, đội hình bên phía của Viking Gaming đang tan rã. Bong Min anh ta chống chế thế nào đây, anh ta bị đánh liên tục vào những tình huống mà đến đầu 996 quay tay lao lên đập thẳng mặt của Bong Min, và như vậy Bong Min bị ép ngược vào trong. Chiến thắng đang đến rất gần cho game home. Vâng, và tôi nghĩ đây sẽ là cái chiến thắng dành cho game home mà thôi. Một con Nautilus nó không thể làm gì được các thành viên phía team game home, thậm chí đứng trêu luôn. Bây giờ Nautilus chán, anh ta đứng trêu luôn các thành viên phía team game home. Đánh khá là lâu, con Nautilus này nó cũng mới chết nhưng không phải là vấn đề. Khoe thông thạo 7 đến từ vị trí của Vega trong tay của Quân Dù. Vâng, chiến thắng đang là dành cho các thành viên phía team game home. Một đều, chúng ta sẽ có trận thi đấu thứ 3 trong ngày hôm nay. Và khi mà trong tay của mèo ú không có những con tướng đi rừng thuận tay, anh ta cầm một con Hecarim, tôi có lẽ là thấy hơi lệch nhịp so với Viking Gaming, đúng không? Anh ta phải cầm những con tướng đi rừng có khả năng ăn thịt cao như Lee Sin, Rek'Sai, hoặc là một con tướng ví dụ như Kha'Zix hoặc là Rengar. Gragas cũng ổn thôi, nhưng mà ở đây một con Hecarim trong tay của mèo ú không gồng gánh được những người đồng đội của mình, và Viking Gaming đã để thua trong trận thi đấu thứ 2. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi bước vào trận thi đấu thứ 3. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho Divine TV nha.
Vâng, và xin chào anh em đã quay trở lại với bàn caster, và tôi là Việt Anh, ở bên cạnh tôi lúc này vẫn là Ba Tù. Chúng ta sẽ có trận thi đấu thứ 3 giữa Viking và Game Home, trận thi đấu thứ 2. Mèo Ú không gánh được các thành viên phía team Viking Gaming, và ngay lập tức là Zero One cùng với điểm nhấn trong game thi đấu vừa rồi là vị trí của Neoty, anh ta thi đấu quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Và chúng ta hãy cùng nhanh chóng đến với cái màn ban pick của cả hai đội tuyển trong trận thi đấu thứ 3 mà thôi. Vâng, và như vậy chúng ta đã đến với lượt ban pick đầu tiên khi mà bên phía của Viking Gaming họ đã ban đi cho mình đó là con Lulu. Và trong khi đó vẫn là lựa chọn từ phía Lee Sin, trong khi Game Home đang muốn focus vào vị trí của mèo Ú rất là nhiều. Jack ngay lập tức bị ban đi sau cái game đấu đầu tiên, anh ta đánh rất là tốt. Vâng, con Jack trong tay của Game Home tôi phải công nhận là thực sự cứ khi nào họ pick Jack là game đấy họ thắng. Và bây giờ vẫn là cái lượt cấm vào vị trí của mèo Ú thôi. Game Home họ vẫn muốn cấm vào vị trí mèo Ú, không muốn thả ra bất kỳ một con bài nào ăn thịt cả. Và bây giờ Javan, Khazik và Lee Sin đã bị cấm đi, còn đó cho mình những con đi rừng ăn thịt. Ở đây chúng ta có thể kể nhanh ra là Rengar. Rengar cũng là một vị tướng mà tôi nghĩ là mèo Ú đánh cũng được ấy chứ. Mèo Ú đánh Rengar này, hoặc là con Gragas. Gragas thì không hẳn là thiên về ăn thịt. Gragas nó thiên về cái phần là hỗ trợ và mở giao tranh nhiều hơn. Ui, ngay lập tức đó là Jay, và Jay ở trong cái meta lần này nó gần như không thua đường bất kỳ một ai cả. Nó một rất mạnh. Một con JC ở trong giai đoạn hiện tại nó rất là mạnh cùng với cái điểm chinh phục của mình. JC cầm chinh phục đang là một cái gì đó rất khó chịu trên khu vực top lane. Còn bên phía team Game Home họ sẽ lựa chọn sẽ chọn cái gì đây? Và như vậy là Galio. Đây sẽ là một con bài về phía team Game Home họ muốn bảo KAD tận răng nữa rồi. Galio, Morgana, đó sẽ là những cái con bài. Còn hoặc là Galio nữa. Galio Kama nữa. Tôi hay nhìn thấy là Game Home họ chơi một con Morgana đi mid cùng với Kama đi mid, sau đó là Galio support. Vâng, và có Vi, cái việc mà Vi bắt chết được vị trí của AD nó cũng sẽ là rất nhanh chóng. Trong khi đó thì Gragas tôi đã thấy rồi. Vâng, và đây là một con Gragas như tôi đã dự định là Viking Gaming sẽ lấy đi cho mình. Và đây là con Gragas trong tay của mèo Ú cùng Kai'Sa. Với một con Kai'Sa nữa. Trong trận thi đấu này cứ bên nào pick Kai'Sa thì bên đấy thắng, đúng không? Trận đầu Viking pick Kai'Sa, Viking thắng. Trận thứ hai Game Home pick Kai'Sa thì Game Home thắng. Và có một con Zenix đang được pick cho vị trí của Zero One. Các bạn thể thấy được rằng ở đây không ngoại trừ khả năng Game Home sẽ pick cho mình là một con Kama. Viking Gaming liệu họ có ban đi cho mình con Kama hay không? Tôi để ý là Zigo cứ mỗi lần cái game đó quyết định anh ta luôn luôn sử dụng cho mình đó là Genius. Và lúc này đây thì Trace cũng đã bị ban đi rồi. Và bây giờ đến bên phía của Viking Gaming họ ban đi cho mình đó là con Vega. Vâng, ban đi Vega tôi nghĩ họ sẽ cần phải ban đi cho mình là con Kama nữa. Nếu như để con Kama này nó xuất hiện trong đội hình của Game Home thì Genix anh ta giết hoặc hỗ trợ được một mạng trong giao tranh thôi, anh ta sẽ chạy như một cái máy vậy. Và ngay lập tức đã có con Gamma được cấm đi rồi. Đây là sự lựa chọn cấm. Ôi, mấy ông bên phía team Game Home kìa, biết ngay là nó cấm Gamma và Vega kìa. Không biết là Game Home sẽ chơi con bài gì để bảo KAD ở khu đường giữa nữa đây. Victor cũng đã bị cấm đi từ phía của Game Home. Có vẻ như là họ cũng đang bắt đầu nhìn vào những cái vị trí trọng yếu. Tôi đang nhìn ra đó là một con Morgana đi mid dành cho phía team Game Home. Họ đã từng sử dụng cái đội hình này rồi, nhưng không có quá nhiều những cái chiêu thức khống chế vào đội hình của bên phía team Game Home. Thì pick Morgana nó hơi uổng chăng? Vâng, có thể là hơi uổng. Thật sự bây giờ thì Lulu đi mid được Lightning không? Lại là Darius. Một lần nữa Darius liệu là có vô cực hay không, hay là sẽ đổi vào những giây cuối cùng không? Đã pick luôn đó là Darius rồi. Vâng, và sẽ có một con JC đi mid, Darius đi top lên, và Renekton sẽ là đi top cùng với vị trí của Darius đây. Và hãy cùng xem cái sự lựa chọn ở khu vực support của bên phía team Viking Gaming sẽ là gì. Một con Lulu nữa chăng? Không, đó là Morgana. Không, vẫn Nami. Đang nhá, chưa khóa vào, chưa đẹp khóa vào vâng. Bất kỳ một tướng nào cả. Tôi nghĩ là một con Nami khá là đẹp cho đội hình ở bên phía team Viking Gaming. Họ nên pick Nami, nhưng mà không, đó là vị trí của Morgana để counter lại khóa chiều bóng cuối của bên phía team Viking team Game Home. Một phần là khóa bóng tối lại xong thì cầu sống với cổng gia tốc sẽ chuẩn xác hơn 100% nhá. Một cái khóa bóng tối là thôi. Không, là nhưng mà tôi nghĩ là họ pick Morgana để counter lại cái việc mà bên phía team Game Home pick Vi cũng như là Galio. Cũng đúng. Vi một chiêu cuối nhắn thẳng vào đầu của bên phía team Viking thì họ đã có cho mình cái khiên đen. Nautilus được pick, và như vậy chúng ta sẽ có một con Nautilus đi mid à? Nautilus đi mid được, con Nautilus trong meta này đi mid được, hoàn toàn có thể đi mid được. Nó đi mid với lại Jay thì có vẻ như là cũng hợp. Jay hơn, tôi nghĩ là Jay sẽ hơn kèo này. Ở cái meta này thì Jay quá mạnh. Mèo Ú đi mid này.
Melu anh ta đi mid chứ không phải là vị trí của Slowzy, và như vậy Slowzy sẽ là người đi rừng. Có một pha thay đổi đến từ vị trí của Viking Gaming, họ swap lên rồi. Slowzy sẽ là người đi rừng thay cho Mèo Ú, và Mèo Ú cầm con dây này đi mid thì con dây này nó sẽ rất là điên cuồng đây. Nautilus đi mid thì tôi nghĩ là Quân Du sẽ khá là thọt trước vị trí của Mèo Ú đây. Vâng, Mèo Ú đã từng đánh solo kèo Riven cùng với lại Z với lại Quách Thành Vũ. Đấy, và tôi cũng tin là Mèo Ú có khả năng đi đường giữa rất là tốt. Và trong game đấu này, tôi thấy được rằng Mèo Ú thay đổi cái lối, cái chiến thuật chơi của mình có vẻ như là anh muốn chắc tay. Anh đang muốn gánh kèo, là một người gánh kèo thực sự khi đi mid. Và có lẽ là game home khá là bất ngờ với cái sự lựa chọn này, khi mà đem một con Nautilus trong tay của Quân Du đi cùng với Mèo Ú. Và Galio cùng với bộ đôi đường dưới Zinix nữa, thì bên phía team game home một lần nữa họ tiếp tục muốn câu kéo giai đoạn cuối game. Vâng, và với con Zinix trong tay của Zigo, đã không ít lần tôi nhìn thấy Zigo oanh tạc vào đội hình của đối phương, bắn nát toàn bộ đội hình đối phương. Và cứ mỗi một game đấu quyết định, Zigo lại đem con Zinix này ra một lần, nhưng mà chưa bao giờ anh ta thất bại. Tới bây giờ liệu rằng đây có phải là thất bại đầu tiên hay anh ta sẽ tiếp tục bất bại con Zinix này? Và nhìn qua đội hình của game home họ hơi thiếu đam. Bằng mà nói, nhìn qua đội hình của game home họ hơi thiếu đam để có thể dive vào trong những pha muốn bắt đi cho mình là Kai'Sa hoặc là vị trí Darius. Những cái vị trí như kiểu Vi và Renekton tông ở giai đoạn đầu game và Nautilus ở giai đoạn đầu game nó không có quá là nhiều đam, cũng như giai đoạn giữa game để thực sự bắt vào con Kai'Sa này được. Và cái sự lựa chọn pick đi cho mình con Morgana nó là vô cùng sáng suốt để có thể loại bỏ đi những cái chiêu thức khống chế đến từ bên phía team game home, như một cái thủy lôi tầm nhiệt và một cái khiêu khích đến từ Galio chẳng hạn, hoặc là chiêu cuối của Vi nữa. Cũng rất nhiều cũng những cái chiêu thức có thể gây hiệu ứng khống chế. Vâng, và đó cũng là một trong những tiền đề cho bên phía của game home giao tranh cùng với lại bên phía của Viking Gaming. Và tôi rất là hóng cái kèo đấu này, tôi hóng cái kèo đấu cuối cùng này khi mà Mèo Ú cầm Jay ra đường mid, và tôi muốn nhìn thấy Mèo Ú anh tạc đội hình của game home. Và chúng ta sẽ cùng đến với 2 hoặc 3 phút chờ màn hình trận đấu trước khi bước vào game thi đấu thứ 3, game thi đấu quyết định giữa Viking Gaming và game home. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And trở lại trận thi đấu thứ 3 giữa Viking Gaming và Game Home. Ở đây thì Viking Gaming họ xa khu vực rừng của Game Home. Nautilus anh ta bị phát hiện rồi, và như vậy có Lambung vào vị trí Quân Du, phóng mỏ neo đi thành công, một Quân Du thoát được về.
xém chút nữa thì Quân Du đã phải nằm xuống rồi. Rất tiếc là vừa rồi vị trí của GK không đến kịp để trả ra cho mình ở khóa bóng tối. Nếu vừa rồi vị trí của GK đến kịp thời cùng lúc với Slow G anh ta làm bụng thì tôi tin chắc Quân Du đã phải nằm xuống rồi. Vâng, và vừa rồi Quân Du không bị cấu đi cái tốc biến của mình, như vậy nó vẫn không bị mất đi cái tốc biến. Anh ta khá là thong dong để di chuyển về khi mà GK đang đứng ở vị trí tương đối là xa để thể sử dụng cho mình cái khóa bóng tối. Slow G sẽ lấy được cho mình khu vực rừng mùa đỏ, và chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ở đây các thành viên bên phía team Viking Gaming một lần nữa, khu vực rừng họ ăn đang là ở đường bùa đỏ, và Slow G đi lên họ, anh ta sẽ giúp cho khu vực đường tốt. Vâng, và với việc mà pick cho mình đó là con Ragas thì cái việc mở giao tranh bên phía của Viking Gaming nó cũng sẽ có tiền đề hơn với cái thùng ruột nổ bên phía của Ragas lúc này. Và với Vi thì cái việc mà bắt chết một mục tiêu với cái chiếu cuối của mình đó là focus vào thẳng vị trí của AD thì nó cũng sẽ là một trong những cái sự khó chịu nhất định. Vâng, và bây giờ NLT anh ta phi thẳng xuống hang sứ giả khe nứt và sẽ là can thiệp ở khu vực đường trên hay là cướp đi con Blue này đây. Và như vậy NLT anh ta muốn cướp Blue. Anh ta biết được rằng là vị trí của Slow G đi rừng chứ không phải là mèo ú, nên anh ta khá tự tin trong pha cướp Blue này của mình để dành cho mình cái trừng phạt ở đây. Và ngay lập tức là vị trí của NLT muốn ăn con Blue này, ăn đang rất nhanh. Gragas đang qua, liệu có ăn kịp hay không? Tôi nghĩ đó sẽ là kịp đến từ vị trí của Vi mà thôi, và như vậy tôi nghĩ là anh ta sẽ ăn kịp con Blue này. Và Gragas đã mất đi cho mình con Blue, Vi sẽ thoát về được thành công. Vâng, không, không, nhưng mà đằng sau không, đó là JC không di chuyển ra. Vâng, và như vậy chúng ta thấy rằng là bên phía của Viking Gaming tạm thời lúc này Slow G anh ta đã mất đi cái bùa Blue cho mình. Nếu như anh ta xử lý nhanh, anh ta có thể đi xuống khu vực bên dưới để có thể lấy luôn cái bùa, có thể cướp lại cái bùa xanh của đối phương. Và Viking Gaming vừa rồi họ cũng không có những con mắt ở khu vực đường trên để có thể biết được rằng là rừng đang đi đâu. Và bây giờ một pha trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng đến từ cả hai bên ở khu vực đường dưới này. Xạ thủ bên phía team Viking Gaming đã phải uống cho mình cái bình máu, trong khi đó Zero One thì chưa. Vâng, và ở khu vực đường mid thì Lưu thấy rằng là mèo ú đang trả đam ra vị trí của Quân Du, mặc rất dù luôn rất trâu nhưng nó vẫn không là gì đối với mèo ú cả. Vâng, và có thể thấy được là con dây có level 3 nó bấu máu rất đau ở con Nautilus này, vậy đã phải dừng cho mình hết 3 lần bấm đến từ cái bình thuốc quỷ biến dị này rồi. Và mèo ú vẫn đang hơn creep so với vị trí của Quân Du. Quân Du bây giờ lên thôi. Nếu như Gragas can thiệp vào khu đường giữa, tôi nghĩ là Quân Du sẽ phải bỏ lại cho mình cái tốc biến. Cái cách mà mèo ú đang giữ để đặt lính cho mình cũng như cách mèo ú cấu máu liên tục vào vị trí của Quân Du đang gây ra rất nhiều khó chịu. Và mèo ú tạm thời đang có cảm giác là đang trên cơ khi mà cái lượng chỉ số lính của mèo ú này là 21. Rõ ràng là 13 một con JC, một con CZ cầm cho mình cái hồ ly như này nó sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều so với một con Nautilus ở khu vực mid lane. Và bây giờ NLT anh ta quay trở về ăn cho mình con Blue thứ hai ở trong giai đoạn đầu game này của trận đấu. Bây giờ sẽ vòng ra đến từ vị trí của Slow G, lăn mụng tốc biến không thành công. Và như vậy Quân Du dịch cầu sống cổng ra tốc quá tốt đến từ vị trí của mèo ú. Tưởng chừng như là Quân Du đã thoát đi được với cái tốc biến của mình, nhưng mèo ú nói không. Rất đẹp mắt khi mà cái đó là cầu sống cổng gia tốc xuyên qua một đợt lính. Và mèo ú đã làm rất tròn vai và thành công trong pha bắn vừa rồi. Bia lỗ, anh ta chơi một trò bia lỗ lọt khe luôn. Rồi bây giờ NSN anh ta đã bị chết rồi. Bụng pin cũng tình huống tốc biến lên chắc kèo NSN trong pha thi đấu vừa rồi. Nếu như anh ta tốc biến, tôi nghĩ là anh ta cũng sẽ chết mà thôi. Vâng, và đó là những cái điểm mà xuất huyết đã được cấy lên người của NSN96 rồi. Anh ta có về thì cái lượng máu anh ta cũng sẽ không đảm bảo. Lúc này GK có khóa bóng tối thành công, nhưng Vi đang ở đây và Vi sẽ không làm được gì nhiều ngoài việc quay về, vì đây là cái gần cái trụ ở khu vực đường dưới. GK cùng với lại Lightning sẽ dễ dàng back về bên sau. Vâng, và chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là mèo ú ngay lập tức đã có về cho mình một điểm hạ gục và đường trên Bung Min cũng đang có rồi, nhưng sức ép nó vẫn đang rất khủng khiếp so với Viking Gaming ở đường dưới này. Zero One luôn là một cái mẫu xạ thủ, anh ta chơi rất cứng tay. Ngoài cái việc farm, anh ta luôn biết cách lúc nào để ép đối phương vào trong trụ và ép đối phương phải farm dưới trụ vừa bằng một cái sức ép vô cùng khủng khiếp. Và bây giờ mèo ú anh ta đã về nhà, anh ta xách ra cho mình thêm một món trang bị bổ sung sát lực. Bây giờ những cái lượng cấu rỉa vào bên phía team Game Home, cụ thể là vị trí Quân Du sẽ rất đau. Với cái lượng trang bị này, mèo ú rất dễ dàng có thể lao lên đánh tất tay. Nhưng lúc này NLT cũng đang muốn gan vào vị trí của mèo ú. Anh ta báo cho người đồng đội của mình lao lên, nhưng khi Quân Du lao lên thì Vi lập tức back về. Liệu ra có tình huống lăn lên không hay không? Lúc này có đấm rồi, nhưng mèo ú sẽ back về được khu vực cánh sau, quay lại trả đàm.
nhưng đó là chưa đủ. Ui, nhưng mà mất tốt đến từ vị trí của Quân Dù. Mèo U anh ta vẫn sâu ở đây nhưng mèo U sẽ phải nằm xuống rồi. Một pha thi đấu mà có tính toán đến từ mèo U khi cố gắng macro và côn vị trí của Slow G ra. Nhưng đó là quá muộn và lượng đam bên phía Team Game Home dồn vào là đủ. Và bây giờ mèo U sẽ mất đi cho mình một cái turn creep ở khu đường giữa. Turn creep này sẽ được nhường cho vị trí của Ragak ở đường trên này. Thì con Renekton nó đang tỏ ra hơi yếu thế trước con Darius trong tay của Bungmin. Xuất huyết quá đầu thực sự. Vâng, cái xuất huyết quá đầu đi. Cái xuất huyết mà anh ta lại lên cho mình cái Kindoran trước, cho nên là cái khả năng hồi phục từ phía của Darius này nó sẽ rất là cao so với một con Renekton lên cho mình một cái kiếm Doran và bây giờ chỉ có thêm cho mình kiếm dài thôi, nhỉnh hơn một trang bị cùng với đó cái hồng ngọc. Thì tạm thời những cái tình huống trao đổi chiêu thức từ phía của Bungmin nó sẽ là nhỉnh hơn để tạo chiến dịch sâu rất là nhiều. Và ở bộ đôi đường dưới không lạ gì khi mà Zigo đang ép những cái đợt lính này vào cho bộ đôi đường dưới của Viking Gaming. Vâng, Lightning xét về cái giai đoạn đi đường cũng như là cái việc chọn vị trí bắn thì tôi nghĩ là không bằng so với Zigo. Khi mà ngày xưa như tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, Zigo anh ta chơi rank ở Việt Nam, anh ta đã từng leo đến thách đấu và leo bằng thách đấu AD nha. Chơi AD và leo rank thách đấu nha các bạn. Có thể biết được rằng là Zigo anh ta main AD đến cái cỡ như thế nào. Còn ở khu vực đường giữa lúc này thì mèo U anh ta vẫn đang khá là nhỉnh hơn so với vị trí Quân Du với khoảng tầm 11 chỉ số lính, gần 2 turn creep. Vâng, bây giờ đang có những tình huống đảo đường từ vị trí mèo U. Mèo U muốn găng cho cái khu vực đường dưới này hoặc là sẽ vào hỗ trợ ăn cái red này để tránh cái việc mà ngăn chặn cái việc mà Vi cướp. Cũng giống như là tôi thấy rằng Renekton cũng đang đi cùng với lại Vi, đang muốn hướng ra khu vực sứ giả hoặc là đi qua bên phía bùa xanh của Viking Gaming. Ui, nhưng mà bây giờ Game Home họ phòng một cái đường khá là xa để bắt vào vị trí Darius. Đường và Darius nhé, không có tốc biến, anh ta sẽ phải nằm xuống mà thôi. Đây là một cái đường gạch mà các thành viên phía Team Game Home họ đầu tư tương đối nhiều, có cả chiều cuối đến từ vị trí của Vi. Nhưng Bungmin anh ta hồi quá nhiều máu, các thành viên phía Team Game Home họ phải bỏ con mồi này, mặc dù đã phải đầu tư khá là nhiều cái lượng tài nguyên của mình. Tốc biến trong tay của NSN96 phải đi một quãng đường tương đối xa và có chiêu cuối của Vi nữa. Và Bungmin vừa rồi anh ta hồi máu một cái chiêu quy của mình quá hợp lý đi. Đây tôi thấy rằng Quân Du cũng đang ở đây. Quân Du hình như muốn tổ chức băng trụ. Đây sẽ tình huống đai trụ giữa Bungmin cùng với các người đồng đội, sao thủy lô tầm nhiệt được đưa ra. Đó tình huống quy thành công để đầu 96 đang mất máu, nhưng người chịu đam là vị trí của Quân Du. Quân Du bách ra được, đó tình huống chi đam thành công từ vị trí của Game Home. Và như vậy họ có được mạng của Bungmin. Họ xe đam rất tốt nhưng có mèo ú ở đây và đồng nghĩa với việc là vị trí của NSN196 và vị trí Quân Du có phải nằm xuống hay không. Đây đang là double kill, có nguy cơ double kill dành cho mèo ú và như vậy anh ta sẽ giành được double kill. Không phải là nguy cơ mà đó là cơ hội, chắc chắn mèo ú anh ta lấy được về cho mình 2 điểm hạ gục. Thi đấu quá chắc tay, cái việc Game Home họ đầu tư quá nhiều ở khu vực đường trên đã đem về 2 điểm hạ gục cho JC khi mà vị trí của Renekton cũng như là Quân Du không còn chiêu cuối nữa rồi. Vâng, rồi giờ đó là một trong những điểm hạ gục dành cho mèo U. Cái DA anh ta đang là 3-1-0 mà cái lượng trang bị khi anh ta biến về lúc này nó sẽ là nhiều hơn nữa. Có vẻ như kiếm súng Hightech bên phía của Quân Du, có vẻ như là Quân Du muốn lên cho mình là cái đai lưng. Lưng chắc chắn là sẽ là cái đai lưng Hightech là trang bị đầu tiên bây giờ các bạn cần phải lên trong con Nautilus đi ở khu đường giữa này. Và bây giờ vị trí Neoti muốn ganh vào vị trí Bungmin, anh ta không có chiêu cuối nhưng mà đây mọc trúng đến từ vị trí Quân Du, Bungmin sẽ phải nằm xuống mà thôi. Khi mà Bungmin vừa đảo đường thì anh ta đã phải nằm xuống rồi. Một con Vi nó có cái khả năng găng rất là đơn giản, nếu như các bạn chỉ cần định hướng trúng cái Q thôi và cái R là định hướng nữa. Cái R nó là xác định xác nữa. Định luôn. Nó là nó chỉ là thẳng vào đầu luôn. Và bây giờ vị trí Quân Du đang đấm liên tục vào mồm của Slow G, những cú đấm đang là tương đối đau nhưng không có chiều cuối thì đồng nghĩa việc là Slow G anh ta sẽ thoát đi được. Ở khu vực đường dưới, chênh lệch về chỉ số lính lúc này đang gần 20 chỉ số lính rồi. Còn Genix này nó đang tương đối là ổn đây và ép đường vào tốt đến từ vị trí các thành viên phía Team Game Home. Và một lần nữa đường dưới của bên phía Team Game Home lại lớn hơn Viking rồi. Zigo chơi rất chắc tay, anh ta có bánh quy nhưng anh ta lên cho mình cái Kindoran tại những cái giai đoạn đầu tiên. Anh ta muốn giữ cho mình cái lượng máu và cái giai đoạn đi đường này anh ta biết cái khả năng farm của anh ta là tốt hơn. Cho nên ta muốn trụ đường. Muốn trụ đường bằng cái việc là các bạn mua cho mình một cái Kindoran và cộng vào cái điểm ngọc bổ trợ đó là giao hàng bánh quy nữa. Có thể thấy là con Genix này nó trụ đường rất chì chạc. Còn ở khu đường dưới, khu đường giữa này thì Quân Du sau khi bị các thành viên phía Team Viking Gaming, đặc biệt là JC lấy được cho mình điểm hạ gục thì đang khá là khó để đi đường cùng với con JC này.
Trong khi đó anh NLT anh ta cũng lấy cho mình con rồng nước đầu tiên có mắt tím được cắm ra, và có vẻ như cái tốc độ ăn con rồng nước này với NLT cùng với cái nội tại của mình là đấm phá giáp nó đang rất là nhanh. Và đặc biệt là tôi phát hiện ra một cái lối chơi cũng như cái việc đi rừng bên phía Team Viking Gaming là họ bỏ khá nhiều những con rồng ở giai đoạn đầu game. Slowzy đang đứng đợi và NLT anh ta đã phát hiện ra điều này rồi, có một con mắt tím được cắm xuống dưới bụi và thủy lôi tầm nhiệt sử dụng ra không có đem lại bất kỳ một cái sức sát thương nào khác ngoài cái việc mà vì anh ta sẽ phải bỏ về mà thôi. Mèo ú trao đổi chiêu thức với những tình huống đánh cực kỳ nhẹ nhàng với kỹ năng W của mình kèm theo một cái cầu sống với cổng gia tốc kéo nhanh một cái lượng máu ép cho Quân Du phải back về ngay lập tức. Và trong khi đó thì Bung Min anh ta vẫn đang muốn lấy thêm con khu kỳ cục này sau khi đẩy một cái tân lính lên cho Rin Tông Dep và anh ta sẽ quay lại và bổ sung thêm lượng. Vâng, và bây giờ sẽ là những lớp khiên trụ được bào đi từ vị trí của mèo ú và anh ta có một quả tên lửa được bắn vào vị trí di tích nhưng mà NLT lao vào, có Slowzy đứng ở khu đằng sau, có dịch chuyển, đó là vị trí NSN, có Seum giáng thế đến từ vị trí Su Bao của bây giờ. Slowzy anh ta tốc biến thoát đi được rồi nhờ Bung Min đang di chuyển lên. Chưa có thần cá sấu được bật trong tay của vị trí NSN bây giờ. Bật rồi, vị trí của Bung Min, anh ta sẽ bổ vào đầu của V. Và bây giờ tiếp theo là NSN, một pha macro quá hay đến từ Viking. Double kill. Và các thành viên bên phía team Viking họ say no với game home. Các bạn biết chơi macro thì chúng tôi cũng biết chơi macro. Vâng, và bây giờ cái lớp kiên trụ ở khu vực đường mid này không có gì đảm bảo cho nó cả. Nó đang liên tục được bao đi, lượng tiền được share ra rất nhiều dành cho các thành viên của Viking Gaming. Và tôi nghĩ rằng họ sẽ không dừng lại ở đó mà họ muốn bao đi nhiều nhất có thể cái lượng kiên trụ này để đem về chỉ số tiền cho mình. Vâng, một pha combat mà phải nói là đỉnh cao của hai đội tuyển mà thường chơi PUBG như này. Họ thường chơi PUBG, tôi xin nhắc lại, họ không có GoPro liên minh điện thoại nhưng họ macro cực kỳ hay. Các bạn thể nhìn thấy là một pha chiều cuối NLT, anh ta lao vào nhưng đằng sau không biết được rằng là có vị trí ở Slowzy. Mặc dù thùng rượu nổ không trúng ai nhưng mà sau đó vị trí của Darius cùng với Morgana đến là kịp thời. Các thành viên về phía team Game Home họ khá bất ngờ với những cái pha di chuyển này đến từ Viking Gaming. Và vị trí của Renekton trong pha thi đấu này anh ta không thể làm gì được hơn. Thật sự là không thể làm gì được hơn. Trong khi đó thì ở bộ đôi đường dưới, lúc này đây Zigo cùng với lại Subang họ chỉ đang làm tròn cái vai trò đi đường của mình thôi, giúp cho Zigo có thể bổ sung cái lượng chỉ số lính cùng với đó lượng trang bị nhanh nhất có thể. Và cái việc mà ZK bỏ đi lên trên và hỗ trợ cho vị trí của mèo ú nó là hết sức chí trá cái việc anh ta di chuyển. Vâng, và chúng ta thể nhìn thấy được rằng là ở đây Viking Gaming đầu game họ hơi bất lợi thôi nhưng mà bây giờ họ đã lấy toàn bộ những cái bất lợi đó trở lại thành lợi thế của mình rồi. 20.000 tiền so với 18.800 tiền và bây giờ đang có đai trụ đến từ game home. Dịch chuyển của Bong Min rồi bây giờ. Anh ta vẫn đang có dịch chuyển của mình và bây giờ là vị trí của các thành viên phía team game home tiếp tục trả một cái giá đắt. Viking Gaming họ chơi quá hay đi. Một pha thi đấu liên tục bởi các thành viên phía team Viking Gaming đưa game home vào cái bẫy của chính mình tạo ra. Họ đang áp đảo hoàn toàn ở khu vực đường dưới trong cái pha giao tranh vừa rồi. Nhưng mà tại khu vực đường trên, với việc mà Bong Min đi xuống bên dưới để hỗ trợ các người đồng đội thì cái khiên trụ khu vực đường trên đang liên tục được bào đi. Nên đầu 996 muốn hướng tới cái trụ này, anh ta đẩy nhanh đợt lính đằng sau để có thể grip của mình đẩy sâu hơn vào trong. Ngoài việc đai lính và đâu đó là cái việc mà có thể ép cho vị trí của Bong Min bị thọt hơn. Một pha thi đấu trước mà vị trí của Bong Min anh ta không dùng dịch chuyển, anh ta vẫn can thiệp được vào những pha combat tổng thì vừa rồi. Một pha đai trụ mà game home họ không có dịch chuyển của top lên, họ vẫn muốn đai. Bây giờ mèo ú đấm vào, anh ta đấm quá đau đi, bây giờ chắc chắn NLT phải nằm xuống. NLT anh ta đang để cho mèo ú sỏ mũi rồi, có vẻ như NLT đang quá là cay rồi. 4-1 đấy, vâng. 4-1, một con chay ở thời điểm đầu game 4-1 thế này. Anh ta có cho mình một trang bị lớn, anh ta đang về cái có thể trang bị tiếp theo anh ta hướng lên sẽ là cái giả kiếm Rakan. Vâng, và game home họ đang bị máu lên não nhanh quá thì phải. Mặc dù là top lane của họ không có dịch chuyển nhưng vẫn muốn đai trụ và không biết được rằng là Bung Min anh ta vẫn thủ được cho mình cái dịch chuyển. Trong pha combat trước đó ở khu vực đường giữa, Bung Min hoàn toàn là anh ta chạy bộ chứ anh ta không sử dụng dịch chuyển. Vâng, có thể nói là Viking Gaming đang sử dụng những cái nguồn tài nguyên của mình có cũng như đang phân chia nó cực kỳ là hợp lý. Vâng, mà lúc này thì anh Guzu đang muốn đẩy nhanh đợt lính này vào bên trong để có thể bào lớp khiên trụ. Nhưng đây là qua phút thứ 14 rồi, khiên trụ không còn nữa, giãn cách về tiền so với Viking Gaming cùng với Game Home lúc này đang khoảng từ 2k tiền. Vâng, và khoảng cách 2k tiền ở phút thứ 14 này nó cũng đang khá là đáng nói khi mà Darius anh ta đã lên được cho mình cái rìu đen, trong khi đó Renekton thì không. Renekton đang có được cho mình là hai mảnh của rìu đen cùng với một cái rìu Tiamat. Nó cũng khá là xem tiền thôi nhưng mà tôi đánh giá cao hơn. Một cái rìu đen trong tay của Darius nó có sẽ có khả năng trừ giáp
kết hợp cùng với cái xuất huyết trong tay của Darius nữa sẽ là cực kỳ đau nếu như những tình huống trao đổi chiêu thức. Mèo U anh ta đẩy đường rất nhanh nha, cái cách mà anh ta đẩy đường cầu sấm cũng gia tốc ra như đợt lính đằng sau, nhưng bây giờ thì anh ta đang bị trả đam ra từ vị trí quân du. Anh ta không sợ vì anh ta biết là Slowzy đang đây có lăng bụng và thủy lôi tầm nhiệt được đưa ra, nhưng cái thủy lôi tầm nhiệt này sẽ không mang lại quá nhiều hiệu quả. Vâng, một pha Slowzy anh ta chạy lên như đúng rồi và chạy lên như ăn cướp, đó là cái nội tại của thú săn mồi. Thú săn mồi khi các bạn kích hoạt cái giày nó chạy sẽ rất là điên, nhưng ở đây Viking Gaming tiếp tục comeback với tổng 4 người, còn Game Home mới chỉ có 3 mà thôi. Và như vậy là ngay lập tức Game Home đã cắt cử thêm vị trí của Galio nhưng sẽ di chuyển khu vực đường dưới nữa. Hai thành viên bên phía team Game Home họ đang mất khá là nhiều thời gian ở khu vực đường dưới để di chuyển lên trên mid, nhưng Viking Gaming rất nhanh họ đã nhận ra được rằng là đối phương cũng đã có rất là nhiều người đây rồi. Bách nhẹ nhàng về thôi, khiến cho xạ thủ bên phía đối phương mất đi những chỉ số lính của mình ở khu đường dưới. Vâng, mà Mèo U lúc này cái chỉ số lính của anh ta đang tốt và anh ta cũng đang có một lượng tiền tương đối, thêm một cái trụ nữa được lấy đi từ vị trí của Mèo U. Như vậy Viking hiện tại họ đang dẫn hơn 3.000 tiền rồi, và số tiền này nó vẫn đang liên tục được tăng lên khi mà bom mìn đẩy vào trong đây ép cho vị trí của National 96. Và em có nhận ra được điều gì không? Đó là Viking Gaming game thi đấu thứ hai và game thi đấu thứ nhất họ ngồi họ ngả người, họ thu chân lên ghế, họ vừa chơi vừa thu, nhưng mà ở đây thì là Viking Gaming ai họ cũng ngồi thẳng lưng hết rồi, họ tập trung hết mức có thể. Các cụ nói cái câu căng thẳng là có thật em ạ, đã căng là phải thẳng người, đã căng thẳng là phải thẳng, đúng là rồi. Kiểu căng thẳng theo kiểu phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, đúng theo kiểu căng thẳng luôn. Và bây giờ Viking Gaming họ muốn chiến thắng trong game thi đấu này, họ đang hướng tới cho mình đó là con sứ giả, khi mà tôi thấy rằng Slowzy đang binh những cái đợt binh của mình vào trong khu vực hang sứ giả. Và GK anh ta chia những cái động thái mà muốn câu kéo thêm thời gian, con rồng gió này đang muốn được lấy đi từ đội hình của Game Home. Có vẻ như là Viking họ không chú trọng quá những cái giai đoạn ăn rồng ở thời điểm đầu tiên. Vâng, và bây giờ vị trí của Viking Gaming sẽ bỏ đi con rồng này thôi và họ đổi lại cho mình là một con sứ giả khen nứt. Đây không phải là lỗ, con rồng gió này nó cũng không có quá nhiều tác dụng so với đội hình của Viking Gaming. Đổi lại một con sứ giả khe nứt, nó sẽ được cụ thể hóa bằng khá là nhiều những công trình lớn về lượng trụ, cũng như là cái việc các bạn gây sức ép ở các đường khác nhau. Ở đây, vị trí của một con Kai'Sa so với Zenix nó không thua thiệt quá nhiều, chỉ là khoảng tầm hơn chục chỉ số lính mà thôi. Và thậm chí là Kai'Sa còn có cho mình là 2 điểm hỗ trợ nữa, có thể là quy ra bằng tiền thì nó khá là bằng lính đây. Vâng, mà Bungmin anh ta vẫn đang muốn đẩy nhanh những đợt lính này lên để giúp cho vị trí của nền đồng 996 không thể di chuyển xuống khu vực đường dưới. Và tại khu vực đường giữa thì Mèo U sau khi giải quyết xong cái trụ này, Mèo U đang muốn tạo những cái tiền đề để có thể giúp những người đồng đội mình, nhưng Slowzy anh ta đang đứng trên mắt kiểm soát của đối phương và với cái sứ giả này anh ta sẽ biến về rất là nhanh. Sẽ biến về mà thôi, và tôi nghĩ là họ sẽ gây sức ép ở khu vực đường dưới khi mà ở đây có vị trí của Zenix. Tôi nghĩ là trong khoảng thời gian tới Viking Gaming sẽ tổ chức ganh khu vực đường dưới này. Mèo Ú đang di chuyển xuống đây rồi, đúng là như vậy, nhưng sẽ có hai con mắt kiểm soát của bên phía team Game Home cắm ở dọc sông này. Họ sẽ biết được rằng là Viking Gaming có ý đồ di chuyển xuống đây, nhưng tôi nghĩ là các thành viên phía team Viking Gaming sẽ thả sứ giả ở xuống khu đường dưới này để gây sức ép khiến cho Zenix không có đất để farm nhiều hơn nữa. Vâng, và họ muốn lấy đi thêm cái lượng tài nguyên cũng như là cái lượng công trình ở bên phía của Game Home. Trong game đấu này họ đang thi đấu một cách rất là căng thẳng, họ rất là tập trung nha. Và Mèo U anh ta vẫn bổ sung cái lượng chỉ số lính cũng như cái việc mà anh ta chỉ rời khỏi mid lane khi nào mà cái lượng lính này nó được đẩy cao lên mà thôi. Vâng, và như vậy là có hai món đồ tăng sức sát lực cùng với một cái búa gỗ trong tay của Mèo U. Có lẽ là anh ta sẽ để cái món sát lực kia ở lại đấy và hoàn thành cho mình cái rìu đen trước đã. Rìu đen là một cái trang bị tối đa, trang bị tối cần thiết dành cho một con tướng như kiểu JC, kết hợp cùng với một cái kiếm ma nữa thì cái lượng sốc sát thương và di chuyển trong combat của nó sẽ là cực kỳ linh hoạt. Bây giờ là 4-1-3 một trong KDA, và có thể nói rằng Mèo U đang dẫn đầu ở trong game đấu này. Anh ta đang giữ cái chức MVP tại thời điểm này thôi. Và ở phút thứ 19, Mèo U đang có một cái lượng đồ tương đối có thể gây sát thương lên người của Zigo nếu như anh ta gây áp lực với bộ đôi đường. Và có Ragaz ở đây, V của bên phía team Game Home cũng có lại, và bây giờ sẽ là pha phản gánh đến từ Game Home. V lao vào rồi, các thành viên phía team Game Home họ không thể đánh được khi mà Mèo U đang có mặt ở đây. Và một pha mà khiêu khích được Mèo U hay không đây, không khiêu khích được. Xù bàng xe phải nằm xuống mà thôi. Có cả vị trí của Ragaz, tôi đang trông chờ vào một cái thùng rượu nổ nó đẹp, nhưng vị trí của Slowzy anh ta không ném ra thùng rượu nổ mà đó sẽ là thả ra cho mình con sứ giả khe nứt để ăn được hai cái trụ ở khu vực đường dưới này. Nautilus anh ta có thủy lôi tầm nhiệt nhưng anh ta không di chuyển khu vực đường dưới mà vẫn muốn push cho mình cái trụ ở khu vực đường giữa.
Vâng, và như vậy với con sứ giả khe nước này thì nó sẽ là tiền đề để cho tất cả các thành viên bên phía của Viking Gaming đẩy khu vực đường dưới. Trong khi đó thì mèo U thấy Bunzu vẫn không chịu về, anh ta với lượng sát thương của mình anh ta sẽ nhưng phải ra. Cần lưu ý là vì anh ta vẫn còn chiều cuối, mèo U đang ở khu vực đường giữa rồi. Đây sẽ là một tình huống mà 4v4 này, và 4v4 lao lên đến từ game hùng, lao thẳng vào Lightning kiên nhận hợp lý. Và bây giờ đó là siêu hùng giáng thế bổ vào đầu của Vi rồi. Thiêu hùng cái gì đây? Ui, nhưng thôi mà thôi 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 game thôi toàn rồi. Tôi cảm thấy rằng game hôm nay đang không khỏe. Làm chủ được Darius với cái xuất huyết của mình, đó là 5 nổ xuất huyết, cái lượng máu được kéo đi ra rất nhanh. Quân Du có mặt tại đây, Quân Du kéo thành công. Đó là những tình huống mà Quân Du muốn trả đam ra, nhưng với xuất huyết này tôi cá rằng Quân Minh sẽ áo thành công vị trí của Quân Du. Vâng, và ngay lập tức là Quân Du sẽ phải tốc biến đi thôi, ngoắc ngực trở lại, đó là bấu máu ở vị trí của Morgana và lấy được mạng của Morgana. Thi đấu khá hay trong tình huống vừa rồi đến từ vị trí Quân Du, nhưng đó vẫn là 4 mạng nằm xuống đến từ vị trí của các thành viên phía team Game Home. Mèo Ú đang đẩy khu đường giữa và bây giờ các thành viên phía team Game Home mất thêm mạng của Quân Du. Một pha quét sạch không chính thức đến từ vị trí các thành viên phía team Viking. 7-2 dành cho vị trí của Darius trong tay của Bongmin. Và lúc đó thì mèo Ú cũng đã lấy được thêm một trụ nữa tại khu vực đường giữa. Và bây giờ mèo Ú có muốn hướng lên khu vực đường trên hay không? Mèo Ú lúc này anh ta chỉ cần hướng lên khu vực đường trên, đẩy nhanh đợt lính và sau đó sẽ biến về mà thôi. Và trong pha giao tranh vừa rồi chúng ta sẽ nhìn lại khi đẹp quá đẹp. Siêu hùng giáng thế, và tôi đang định nói là cái siêu hùng giáng thế này không gây được quá nhiều tác dụng khi mà chính vị trí của Galio cũng bị hất lại. Sau đó chúng ta hãy cùng nhìn vào xuất huyết của Darius, cùng nó tích thêm cái điểm nội tại nữa, nó tích được 5 điểm rồi. Khóa bóng tối quá đẹp. Uầy, cái khóa bóng tối đó tôi nhìn rất đẹp, mắt tầm. Và cái việc mà chúng ta thấy rằng Quân Du mặc dù là anh ta cầm cho mình con Nautilus, nhưng cái sức sát thương của anh ta vẫn có, nhưng nó là không nhiều. Bây giờ thì GK đang muốn trói một số thành viên của và Game Home. Và đặc biệt là con Nautilus này nó không có mặt ở trong combat. Đúng rồi. Con Nautilus là một trong những cái chất tướng không phải để cho các bạn đi đẩy lẻ. Các bạn nhìn thấy không, Nautilus anh ta đi khu vực đường giữa, anh ta không có dịch chuyển, anh ta không có bất kỳ một tác dụng gì trong combat. Khi những người đồng đội của mình chết hết sạch rồi anh ta mới ra đây, nó không còn lại một ý nghĩa gì cả. Và trụ anh ta cũng không lấy được bất kỳ một cái trụ nào. Trụ đường giữa và trụ đường top vẫn đang có đó, và đây sẽ là một con rồng lửa miễn phí dành cho Viking Gaming. Đây là con rồng mới đáng được quan tâm. Hai con rồng trước đó nó không mang lại quá nhiều giá trị, nhưng đây là con rồng lửa, nó mang lại rất nhiều sát thương dành cho đội hình của Viking Gaming, nhất là một con tre như thế này. Và như vậy con bùa xanh này có thể sẽ dành cho mèo Ú để tạo ra những cách biệt lớn hơn tại giai đoạn sắp tới, và nó thoải mái hơn trong việc spam skin nữa. Những quả cầu sấm cổng giao tốc bây giờ sức sát thương của nó sẽ là rất cao. Các bạn đã nhìn thấy là trong cái trận thi đấu thứ 3, vị trí của Bungwin anh ta không lên cái vô cực kiếm nữa, anh ta lên cho mình là một cái găng tay khổng lồ. Bây giờ vị trí Quân Du tiếp tục bị bắt vào. Con Nautilus này nó đang thi đấu quá sai với cái nhiệm vụ của mình. Combat thì anh ta không có mặt, trong khi đó lại bị bắt lẻ trong cái tiền đề mà Viking Gaming có thể khởi động được cho mình con Baron. Làm sao Game Home có thể can thiệp vào được đây? Vâng, và bây giờ thì con Baron này đang được khởi động khi mà có Kai'Sa ở đây. Kai'Sa cũng đang bắn những cái đòn bắn, Kai'Sa đang liên tục và rất là đau lên phía người con Baron này. Và Slow G anh ta có lượng chống chịu vừa đủ, mèo Ú gây cản trở khu vực bên trên và Vi cũng có đây rồi. Găng tay được kích lên và đó tình huống lao xuống từ Vi, liệu đang có cướp thành công không? Cướp được Baron dành cho vị trí của Viking Gaming và thêm một mạng chùa nữa từ vị trí của NLT. Vâng, đó là một suất cơm thêm dành cho Viking Gaming khi mà NLT không trừng phạt thành công con Baron. Và nói đúng hơn là anh ta chưa hồi cho mình cái trừng phạt thì phải. Anh ta hơi liều nhỉ? Hơi liều, anh ta hồi rồi thì phải. Anh ta có hai cái trừng phạt, anh ta trừng phạt tôi không để ý kỹ, nhưng mà vừa rồi là NLT bắt buộc phải làm như thế thôi. Bắt buộc sẽ phải lao xuống, không còn sự lựa chọn nào khác. Nó không mắc kiểm soát cho nên cái việc timing của anh ta nó cũng không chuẩn. Đúng rồi, không có bất kỳ con mắt nào cắm ở khu vực rừng đó. Và nếu như tôi là người đi rừng thì tôi cũng sẽ phải xử lý như thế thôi. Nó là một trong những cái lợi thế nếu như được cả ngã về không. Các bạn biết là các bạn sẽ chết, nhưng mà các bạn sẽ phải làm để lấy về cho mình hoặc là cái lợi thế dành cho team mình, hoặc là các bạn sẽ lún sâu thêm vào những quả cầu tuyết nơi mà Viking Gaming họ đang lăn. Vâng, và bây giờ đó là 17 năm chiến thắng càng ngày càng gần đến với vị trí của Viking Gaming. Chênh lệch về tiền lúc này đó là 11k tiền, à không, đó là 10k tiền từ vị trí của Viking Gaming so với lại Game Home. Lightning anh ta lấy thêm một cái bùa đỏ nữa. Lúc này tiền đề để lăn quả cầu tuyết tiếp theo đến từ vị trí của Viking đang là rất cao. Và xạ thủ bên phía team Viking Gaming trong trận thi đấu này cũng không quá thọt như các trận thi đấu trước. Khoảng cách về lính nó chỉ khoảng tầm 50 chỉ số lính thôi, nhưng anh ta đã có cho mình là 7 điểm hỗ trợ và 1 điểm hạ gục. Trong khi đó xạ thủ bên phía team Game Home có 200 chỉ số lính, nhưng anh ta là Kaya 010. Và con Nautilus này, vâng,
con Nautilus này nó đang thi đấu quá sai đi, cùng với vị trí của Galio nằm xuống liên tục là những cái con bài mở combat của bên phía team Game Home, thi đấu không đúng với phong độ của mình. Vâng, Nautilus không mở combat được và liên tục bị bắt lẻ cùng với một con Galio chết theo, thì ai sẽ là người đép trụ ở khu vực này đây dành cho bên phía team Game Home? Sai vì không thể quá nào lên trước được cùng với vị trí con Renekton bây giờ. Không còn ý nghĩa gì rồi. Anh nhìn coi, anh nhìn mèo ú này, mèo ú bê rất là nhanh với cái nội tại của mình, cùng với đó là cái khả năng đánh liên tục 3 đòn ở cái kỹ năng súng. Và bây giờ thì Slow thì anh ta tự tin đẩy lên với những tình huống của mình để giữ cho các thành viên của Game Home không lao về được, tạo tiền đề để giúp giao tranh. Nhưng đai hơi sâu rồi, đai hơi sâu rồi. Một cái sư hùng giáng thế đẹp đến từ vị trụ Su Bang, và mèo ú đang muốn đấm, mèo ú đấm thành công, đó nằm xuống đến từ vị trụ Vi và chặt đầu, đó là máy chém Nosus lấy được mạng của Galio. Bây giờ Zigo yếu máu, Zigo nằm xuống cầu sập khủng gia tốc lấy được mạng của Zigo, và đó sẽ là double kill, hay còn gọi là ở đây không có triple kill cho mèo ú, quét sạch như là chiến thắng dành cho Viking. Họ sẽ kết thúc game đấu này tại đây, và như vậy chiến thắng 2-1 sẽ dành cho vị trí của Viking Gaming. Họ sẽ dừng lại game đấu này. Khoe thông thạo 4 đến từ vị trí của Boomin. Vâng, rất bẩn. Vâng, ô, khoe họ thông thạo 4 và họ đang chờ luôn. Mèo ú cầm trong tay một con JC với 816 dạ kiếm rắc thà, kiếm ma và dìu đen. Một quả cầu sấm quá đau đi. Zigo anh ta phải tụt nếu mà tầm 70% máu đến từ quả cầu sấm đó, và sau đó chính tay của mèo ú kết thúc được mạng Zigo. 246 quá áp đảo từ vị trí của Viking Gaming. Game Home đã để đánh mất rất nhiều cơ hội của mình trong game đấu cuối cùng này. Vị trí đi đường giữa của mèo ú nó là quá mạnh. Cứ tưởng chừng như là một pha Viking Gaming họ dấn hơi sâu, nhưng mà sau đó sức sát thương của mèo ú đã trả lời rằng không, chúng tôi có cơ sở để làm điều đó. Game Home họ lao lên, họ đã sử dụng cho mình những cái chiêu gây ra cái khống chế cứng và những cái chiêu bài có thể cover dành cho vị trí của Zigo hết tầm rồi. Nào là siêu hùng giáng thế, nào là những cái pha vi anh ta lao lên, anh ta cover ở hàng frontline cho vị trí của Zigo, nhưng vẫn là không đủ. Mèo ú anh ta chỉ cần bắn và bắn thôi, đó là Game Home sẽ phải tàn vỡ suất cơm thêm của Viking Gaming. Anh ta, Viking Gaming họ không muốn chiến thắng 2-0. Chiến thắng rất thuyết 2-1. Phục. Vâng, và phục. Có lẽ là tôi, ở đây tôi dự đoán chiến thắng 2-1 dành cho Game Home thì không, một lần nữa. Ngược lại, vâng, vẫn là cái gì đó. Vạn sự trên đời. Queen Red vẫn là 100% dành cho tôi nha. Vạn sự trên đời, bất kỳ một kèo đấu nào, anh em cứ hỏi qua Caster Việt Anh, xong sau đó làm ngược lại, ắt sẽ giàu. Ắt sẽ giàu luôn. Và đừng quên đã donate cho tôi nha anh em, mà ăn được kèo anh em không donate tôi dỗi đấy. Vâng, và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi trận đấu ngày hôm nay, và chúng ta vẫn còn một kèo đấu nữa, đó là kèo đấu giữa Redmi 5 Star Eye cùng với đội tuyển Venus Gaming. Nhưng mà đó là vấn đề thời gian, sau đó có lẽ là cái cặp đấu đấy sẽ bị delay, bởi vì chúng ta sẽ vướng vào giải đấu MSI Mid Invitational. Và chúng tôi, đây là Caster về Anh, ở bên cạnh tôi lúc này là Batu, xin gửi lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong trận thi đấu ngày mai của các đội tuyển PUBG ở hạng Master Việt Nam Divide Academy, đúng không? Chúng tôi là những main caster PUBG, nên là đừng bỏ lỡ bất kỳ trận thi đấu PUBG nào ở trên kênh Divide TV vào 19 giờ ngày tối ngày mai và ngày kia. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like và subscribe cho Divide TV để chúng tôi lên được 100.000 sub. Chúc các bạn ngủ tối, buổi tối vui vẻ, đúng không? Vâng, chúc các bạn ngủ ngon.